Khánh Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Là Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện dài tập Tiên Hiệp Nhân đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo Nhân đạo Chí Tôn Thạch Trư ngay sau đây. Lúc bấy giờ, Trung Nhạc trong lòng cảm khái. Hắn vốn tưởng rằng 24 đế tộc đều phong quang vô hạn, thật không ngờ Âm Khang Thị lại rơi vào bước đường này, cả đời không được rời khỏi thiên hà. Sau khi lên bờ, hai chân sẽ biến thành đuôi cá. Cuộc chiến đế vị ác liệt như vậy, kết cục của kẻ thất bại cũng thật là thê thảm. Tại sao Âm Khang Thị không thử giải trừ phong ấn vậy? Trung Nhạc hỏi. Thiên Nguyên Thiên Đế dù sao cũng là thiên đế tiền triều đã mất đi rồi. Sau khi hắn chết, phong ấn sẽ bị lỏng lẻo. Giải trừ phong ấn đối với đại tộc như Âm Khang Thị có lẽ không quá khó đấy chứ. Tiểu lão đệ, người quá ngây thơ rồi. Vị lão ma hoàng kia lắc đầu nói. Nhân tộc các ngươi không phải cũng bị phong ấn hay sao? Phong ấn của Thiên Nguyên Thiên Đế đã ăn sâu vào huyết mạch của tộc ta rồi. Đó là phong ấn dùng đế tổ của tộc ta để mà thi chiến. Muốn trừ bỏ nó... Hắn lắc đầu thở dài. Một vị nữ tử bên cạnh lên tiếng tiếp lời. Sau khi đế tổ tộc ta qua đời, Âm Khang Thị bọn ta rơi vào thiên hà chi châu. 6 vạn năm nay, không biết đã có bao nhiêu thiên tài đã thử phá giải phong ấn. Nhưng đạo pháp thần thông của Thiên Nguyên Thiên Đế quá là tinh thâm, lại huyết tế đế tổ của tộc ta phong ấn huyết mạch. Vì thế họ đã thất bại. Sau đó ý định cũng không còn bao nhiêu nữa kìa. Giờ tuy Âm Khang Thị ta vẫn có danh đế tộc, thế nhưng từ lâu đã bị coi là tộc yếu nhất trong các đế tộc rồi, có thể bị loại khỏi danh sách bất cứ lúc nào. Một vị ma hầu lắc đầu thở dài. Không lâu trước đây, một vị thiên tài tộc ta đã thử lên bờ, bị thiên hà thủy sư truy sát, khó khăn lắm mới thoát ra được. Sau đó bị một tên điên áo trắng bắt đi. Ngay cả một tên điên cũng dám ức hiếp bọn ta kìa. Các vị thần ma Âm Khang Thị sắc mặt đều ảm đạm. Trung Nhạc ngạc nhiên nghĩ thầm, hắn từng thấy ma thần của Âm Khang Thị trong Linh Ngọc Cung của Phong Hữu Trung. Lẽ nào tên điên áo trắng mà họ nói chính là Phong Hữu Trung hay sao? Trong số những điều Phong Hữu Trung truyền thụ cho hắn, đúng là có thiên phú đồ đằng của Âm Khang Thị. Tiểu thư nhà ta thiên phú tuyệt luân, được gia chủ gửi gắm hy vọng, là người tư chất đệ nhất trong 6 vạn năm qua. Lão Ma Hoàng kiêu ngạo nói. Cát Thiên Thí, Kim Đề Thí, Lật Lục Thí, Vô Hoài Thí, Ô Minh Thí, còn cả Đương Kim Thiên Đế, Đế Minh Thị kia, những thần ma trẻ tuổi kiệt xuất nhất đều từng tới thiên hà chi châu giao thủ với tiểu thư nhà ta. Thế nhưng không một ai thắng được tiểu thư. Ngay cả Thiên Huyền Tử của Cự Linh Thị trong Bát Đại Hoàng Tộc đấu với tiểu thư 5 lần cũng là 3 thua 2 thắng. Trung Nhạc động dung nhìn Âm Phiền Huyên, trong lòng đầy kính phục. Nữ tử Âm Phiền Huyên này lại có thể làm được điều đấy, thực sự là quá giỏi. Bản lĩnh người khác hắn không biết, thế nhưng bản lĩnh của Thiên Huyền Tử thì hắn hiểu rất rõ. Âm Phiền Huyên có thể đấu với cường giả cường hãn như Thiên Huyền Tử mà thắng 3 trên 5 trận, bản lĩnh đó đúng là kinh thế hãi tục. Phiền Huyên lắc đầu nói. Ta không mạnh như vậy, nếu lên bờ thì ai trong số họ cũng có thể thắng được ta. Đó là do phong ấn, không liên quan tới bản lĩnh của tiểu thư. Mọi người đều lắc đầu nói. Trung Nhạc suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Phong ấn của Âm Khang Thị các ngươi so với phong ấn của nhân tộc ta thì thế nào? Các vị thần ma Âm Khang Thị thì hắn biết phong ấn của nhân tộc thì đều kinh ngạc. Phiền Huyên nghĩ rồi nói. Đương nhiên là có phần thua kém phong ấn của nhân tộc. Nhưng cái khó nhất trong phong ấn của tộc ta đó là phong cấm mà thần thông đạo pháp của tiên thiên nguyên đế biến thành kìa. Dịch huynh, nếu ngươi đã biết phong ấn của nhân tộc thì xem ra cũng biết một vài bí mật. Hai tộc chúng ta coi như là đồng bệnh tương lân rồi. Trung Nhạc ánh mắt lay động. Ta có nghiên cứu về cách phá giải phong ấn huyết mạch, không biết có thể xem chân của Phiền Huyên cô nương một chút được không? Các vị ma thần Âm Khang Thị biến sắc, có phần giận dữ. Làm gì có kẻ nào vừa tới đã đòi xem chân của cô nương nhà ta đây? Tên nhân tộc này rõ ràng là muốn thừa nước đục thả câu, hơn nữa còn là với thiên nữ tôn quý nhất của Âm Khang Thị. Một vị lão ẩu Âm Khang Thị đột nhiên vặn vẽ lên, đưa ra cái chân vừa to vừa thô rồi cười hề hề. Dịch công tử, xem chân ai cũng như nhau cá, chỉ bằng xem của lão thân đi. Trung Nhạc nghiêm mặt nói, tiền bối đừng nói đùa, tu vi càng cao phong ấn càng mạnh. Người đã là ma hoàng, phong ấn vô cùng chắc chắn, cho dù ta có nhìn ra được điều gì cũng khó lòng mà phá giải. Vậy thì nhìn chân ta đi. Một vị thiên ma thần khác thò cái chân thô và đen ra. Trung Nhạc nhíu mày, Phiền Huyên phì cười. Các ngươi đừng làm khó Dịch huynh nữa đi. Ở đây tu vi của ta là thấp nhất, nếu muốn phá giải phong ấn vẫn là bắt đầu từ ta là dễ nhất rồi. Lão ma hoàng kia lên tiếng, nếu tu vi càng thấp càng dễ thì để ta tìm vài đứa nhỏ trong thiên hạ chi châu. Âm Phiền Huyên cười, sao phải phiền phức như vậy? Nàng vén vẽ lên để lộ đôi chân thon dài trắng ngần. Các nam thần ma của Âm Khang Thị bên cạnh đều quay đi không dám nhìn. Trung Nhạc nhấc một chân của nàng lên, để lên đầu gối của mình rồi tỉ mỉ quan sát. Khi chạm vào cảm thấy vô cùng lắng mịn. Âm Phiền Huyên hơi đỏ mặt, vị lão ở bên cạnh cười khẩy, nếu Dịch công tử không nhìn ra điều gì thì lão thân sẽ vặn công tử thành quẩy xoắn đấy. Trung Nhạc mỉm cười, khẽ búng tay lên chân Âm Phiền Huyên. Âm Phiền Huyên kêu lên, lão ẩu thì định xông tới vặn cổ Trung Nhạc. Đột nhiên thấy từ trong chân của Âm Phiền Huyên bay ra vô số vòng đồ đằng văn, nối liền hai chân nàng thành đuôi cá. Âm Phiền Huyên giống như giao nhân, không thể đứng dậy được. Lão ẩu kinh hãi, đây không phải là lục địa, Trung Nhạc lại có thể kích phát phong ấn, đúng là có chút bản lĩnh. Trung Nhạc quan sát kỹ lưỡng những đồ đằng văn kia, đồ đằng văn đã biến thành thực chất, nối liền chặt chẽ, nối tới hông của Âm Phiền Huyên. Đây là thủ đoạn của tạo vật, đúng là không phải tầm thường. Hắn đã nhìn thấy thần thông của Thiên Nguyên Thiên Đế. Ở trong số đồ đằng văn này, hắn có Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, năm đó bị nhốt trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, dùng 30 tỷ năm mới phá giải được công pháp thần thông của Thiên Nguyên Thiên Đế. Phá giải số đồ đằng văn này với hắn mà nói có lẽ cũng không quá khó, nhưng trong phong ấn tổ chú này còn kèm những thứ khác nữa, có lẽ là phong ấn biến thành do Thiên Nguyên Thiên Đế huyết tế đế tổ của Âm Khang Thị. Cái này thì thực sự là khó. Đắc tội. Trung Nhạc trầm ngâm một lúc, đột nhiên đầu ngón tay bắn ra một tia tiên thiên chi khí, biến thành một con đao nhỏ, khẽ rạch một đường trên chân Âm Phiền Huyên. Mấy giọt thần huyết bắn vào tay hắn. Lão ẩu đại nộ, lạnh băng nói, Dịch công tử đã nhìn ra được gì chưa? Trung Nhạc cười, chân rất đẹp. Lão ẩu ánh mắt lộ hung quang, thò tay định tóm lấy hắn. Trung Nhạc năm ngón tay đặt xuống đuôi cá của Âm Phiền Huyên, đuôi cá lập tức biến đổi, lại biến thành đôi chân thon dài. Lão ẩu vội dừng tay, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Trung Nhạc kéo lại tà váy cho Âm Phiền Huyên che lại đôi chân, rồi đứng dậy nói, ta phải nghiên cứu phong ấn trong huyết mạch, các ngươi đợi một lát được không? Được. Trung Nhạc phong ấn mọi cảm quan về cơn đau của mình, tâm niệm khẽ động, hàng vạn phân thân nhảy ra, lập tức trên thuyền đầu đầu cũng là Trung Nhạc chạy loạn. Đi phối giống thôi, đi phối giống thôi. Một Trung Nhạc kêu lên, tranh bá thiên hạ, tranh bá thiên hạ. Có Trung Nhạc thì bá khí đầy trời hét lớn, còn có Trung Nhạc nâng cằm Âm Phiền Huyên lên cười gian tà, mỹ nhân cười cho đại gia ta nhìn cái coi. Không cười à? Đại gia cười cho nàng nhìn vậy. Trung Nhạc thò tay tóm hết mấy phân thân mất nét đó lại, nhét vào trong mồm nuốt xuống. Một lúc sau các phân thân mới yên tĩnh trở lại. Không cần phải kinh ngạc, suy nghĩ lớn nhỏ tà ác xấu xa đều là suy nghĩ của ta cả, ta nuốt chúng là để chúng quay lại bản thể thôi. Trung Nhạc nhìn các ma thần Âm Khang Thị đang kinh hãi cười nói. Hắn búng tay, mọi phong ấn huyết mạch của Âm Phiền Huyên đều được hắn kích phát, lập tức phong ấn hàng mấy dặm đều hiện. Vô số phân thân của Trung Nhạc bay lên trời, đứng trên các phong ấn, phong cấm, kiểm tra đồ đằng, suy đoán cách phá giải. Các phân thân của Trung Nhạc bàn bạc xôn xao, tập hợp hết trí tuệ của mọi phân thân, lần lượt giải trừ các phong ấn. Về thiên phú thần thông của Âm Khang Thị, Trung Nhạc cũng có hiểu biết khi ở chỗ của Phong Hữu Trung, vì thế hắn không quá khó khăn để mà phá giải. Thứ phong ấn thiên tài của Âm Khang Thị là phong ấn biến từ thần thông đạo pháp của Thiên Nguyên Thiên Đế, mà với mặt này thì Trung Nhạc lại giỏi nhất. Âm Phiền Huyên sững người nhìn cảnh tượng đó, vô số trung nhạc bận rộn qua lại, còn bản thể trung nhạc quanh người là vô vàn đồ đằng văn bay lượn, ngón tay họ hoạt động linh hoạt, chỉnh lấy đồ đằng văn, xếp lần lượt phong ấn phong cấm, chỉnh hợp tin tức và phân thân của hắn đã thu thập được. Đây đúng là công pháp nghịch thiên mà. Âm Phiền Huyên lẩm bẩm nói. Vị Dịch sư huynh đấy lại có thể điều khiển được cùng lúc nhiều phân thân như vậy, không hề hỗn loạn, đúng là đáng sợ. Đó cũng là khả năng suy đoán mạnh mà thôi. Lão ảo kia cười. Thần ma so sánh về chiến lược, tuy hắn không hề yếu nhưng vẫn còn thua kém tiểu thư. Âm Phiền Huyên lắc đầu. Chiến lực của Dịch huynh rất cường hãn, thực lực của hắn có lẽ không hề thua kém ta. Ta có thể cảm nhận được hắn là đối thủ vô cùng đáng gờm. Các thần ma Âm Khang Thị kinh ngạc. Âm Phiền Huyên đã là người đứng trên đỉnh cao giữa các thần minh, ngay cả Thiên Huyền Tử cũng từng thua nàng 3 lần. Nhìn khắp thiên hạ, những người cùng cảnh giới có thể đấu với nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà giờ nàng lại nói Trung Nhạc là đối thủ đáng gờm. Lẽ nào tên nhân tộc này lại cường hãn đến mức đó sao? Trong nguyên thần bí cảnh của Trung Nhạc, vô cùng vô tận âm hào dương hào đang bay lượn, khả năng suy đoán khủng bố không ngừng tìm kiếm cách phá giải phong ấn trong cơ thể của Âm Phiền Huyên. Con thuyền bơi trong dòng thiên hà hơn chục ngày trôi qua, Trung Nhạc vẫn đứng yên không hề động đậy. Đột nhiên vô số phân thân Trung Nhạc lao tới rồi nhập vào trong người của hắn. Mấy người Âm Phiền Huyên mừng rỡ, nhưng vẫn thấy Trung Nhạc đứng yên ở đấy như tượng gỗ. Lại nửa tháng qua đi, con thuyền bơi tới một cái vực lớn, Trung Nhạc vẫn không động đậy. Con thuyền dừng trước một cái vực lớn, đông đảo thần ma Âm Khang Thị tới đón. Âm Phiền Huyên không xuống thuyền mà ở lại cùng với Trung Nhạc. Một vị thần hầu lên thuyền nói: Tiểu thư, ngoại giới có tin thiên hạ sắp đại loạn rồi. Âm Phiền Huyên nghi hoặc hỏi: Tại sao lại sắp đại loạn? Nói ra cũng rất thú vị. Vị ma hầu kia cười nói: Tiểu công chúa của Tiên Thiên Cung đi ra ngoài chơi, dẫn tới một trận đại loạn, khiến cho Lật Lục Thị, Đế Minh Thị, Trung Ương Thị rơi vào trận tranh đấu. Ương Trường Sinh của Trung Ương Thị bị Văn Đạo Điện Hạ ám toán, giá họa cho Tiên Thiên Cung. Văn Đạo Điện Hạ thì bị Lật Lục Thị, Lục Vọng ám toán, kết quả bị Tử Quang Quân Vương của Tiên Thiên Cung vạch trần hết ra, gây nên đại loạn. Vị tiểu công chúa kia bên cánh có một nhân tộc thần nhân, một mình chặn đứng thiên hà tùy sư của Đế Minh Thị và 200 vạn thần ma thiết ký của Trung Ương Thị, vô cùng lợi hại. Nghe nói là một cường giả nhân tộc mới xuất hiện, còn là cảnh giới thần minh. Sao? Cường giả nhân tộc ư? Âm Phiền Huyên kinh ngạc quay lại nhìn Trung Nhạc ở trên mũi thuyền. Vị cường giả nhân tộc này nghe nói là tiên thiên thần chuyển thế vào nhân tộc, họ Dịch, tên chỉ một chữ Phong. Đệ tử Tiên Thiên Cung gọi hắn là Dịch tiên sinh. Vị Dịch tiên sinh này nhất chiến thành danh, thiên hạ đều biết cả. Âm Phiền Huyên sững người nhìn Trung Nhạc kêu lên: Dịch tiên sinh sao? Âm Phiền Huyên và những ma thần của Âm Khang Thị đều kinh ngạc. Không ai ngờ được một nhân tộc họ gặp ở thiên hà lại là Tiên Thiên Cung Dịch tiên sinh nổi danh gần đây. Việc này cũng quá trùng hợp thì phải. Mỗi lần ra ngoài đều gặp được một cường giả trẻ tuổi như vậy thì Âm Khang Thị sẽ phát tài lớn rồi. Đương nhiên họ cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi. Lần này cũng là nhờ tiểu thư, nếu không phải tiểu thư dùng tiếng tiêu chấn áp cơn đau đớn của hắn thì chúng ta cũng sẽ không gặp được một vị thần nhân nhân tộc như vậy. Mấy vị ma hoàng Âm Khang Thị nhìn nhau thầm nghĩ: Tiểu thư làm việc thiện liền có thiện báo, chưa biết chừng phong ấn huyết mạch Âm Khang Thị chúng ta lại nhờ cả và cái tên Dịch tiên sinh này. Trước đó trong mắt họ, Trung Nhạc chỉ là một vị thần minh của nhân tộc, tuy là kỳ tài thế nhưng cũng không được họ xem trọng. Nhưng giờ Trung Nhạc lại có thêm thân phận Tiên Thiên Cung Dịch tiên sinh, địa vị này lập tức được nâng cao lên không ít. Cộng với thân phận là tiên thiên thần chuyển thế, địa vị này lại càng được nâng cao vô hạn, khiến họ không thể không kính trọng. Thiên Hà Chi Châu mà Âm Khang Thị ở là nơi hẻo lánh xa xôi, tin tức không thông, liên hệ với ngoại giới đều phải dựa vào thần ma của mấy chủng tộc dưới trướng, lệnh cho họ đi ra ngoài thăm dò tin tức. Vì thế thông tin nhận được chậm hơn nhiều các đại tộc khác. Ta biết hắn bất phàm, thế nhưng không ngờ lại tới mức này. Âm Phiền Huyên chớp mắt thầm nghĩ: Một mình đối diện với 200 vạn đại quân thần ma, chỉ dũng khí này thôi cũng đủ thắng vô số thần ma rồi. Tại sao hắn không theo Tử Quang Quân Vương về Tiên Thiên Cung mà lại phiêu bạt khắp nơi đấy? Tử Quang Quân Vương là người thông minh, chắc chắn là giấu hắn ám toán Đế Minh Thị, Trung Ương Thị và Lật Lục Thị, suýt nữa đã đẩy hắn vào chỗ chết, khiến cho hắn không vui. Nhân tộc trong Tiên Thiên Cung không được trọng dụng, cũng chẳng trách mà hắn không thoải mái như vậy. Tiểu thư, Đế Minh Thị, Trung Ương Thị và Lật Lục Thị bây giờ đã đánh nhau rất ác liệt rồi. Tuy không toàn diện khai chiến, thế nhưng đại quân thần ma xuất chiến có tới hàng trăm vạn người, chinh chiến khắp nơi. Chỉ là Thiên Đế bệ hạ có điều lo lắng, không đích thân ra tay, nhưng cũng điều binh khiển tướng, muốn bình định chấn loạn, hàng phục hai tộc kia. Vị ma hầu kia phấn khích nói tiếp, lần này có kịch hay để xem rồi. Thiên Đế gia, Đế Minh Thị và Trung Ương Thị cùng Lật Lục Thị động thủ chắc chắn sẽ khiến cho Thiên Đế trống rỗng. Chưa biết chừng đây là thời cơ tốt cho Âm Khang Thị chúng ta thoát khỏi ràng buộc. Âm Phiền Huyên lắc đầu. Trung Ương Thị và Lật Lục Thị không phải đối thủ của đương kim Thiên Đế, Âm Khang Thị chúng ta giờ cũng không động tới được. Tiểu thư nói vậy sai rồi. Vị lão ma hoàng kia lắc đầu nói, Lật Lục Thị cũng là đế tộc, từng xuất hiện đại tộc cấp đế, căn cơ thâm hậu. Trung Ương Thị thì càng mạnh hơn, thời đại địa ký có 5 triều Thiên Đế, căn cơ thì Đế Minh Thị hiện giờ còn lâu mới sánh bằng. Chỉ riêng Trung Ương Thị cũng có thể khiến cho Thiên Đế lĩnh đủ rồi. Âm Phiền Huyên lại lắc đầu khẽ nói, chỉ thực lực đế tộc đơn thuần đương nhiên không thể bằng Thiên Đế được. Chiếu thư Thiên Đế ban xuống, vạn tộc nghe sai khiến, cho dù là Trung Ương Thị cũng không cản được những đội quân tinh nhuệ được lựa chọn từ vạn tộc. Thiên Đế giải chừng quá nhiều thứ, ngoài Tiên Thiên Cung ra còn có các thế lực khác nữa, ví dụ như cái vị từng tranh giành đế vị với hắn kìa. Vậy ý của tiểu thư là... Vị lão ma hoàng kia hỏi. Khoan đã nào, Âm Phiền Huyên nói, Âm Khang Thị ta giờ án binh bất động, đợi thời cơ. Khi thời cơ tới là chúng ta có thể rời khỏi Thiên Hà Chi Châu này, mà thời cơ này chính là khi Thiên Đế và Tiên Thiên Đế quân của Tiên Thiên Cung hoàn toàn trở mặt với nhau. Nàng nhìn Trung Nhạc rồi nói nhỏ, chưa biết chừng vị Dịch tiên sinh này sẽ là sợi dây liên kết giữa ta và Tiên Thiên Cung. Đến lúc đó còn phải mượn thế của Tiên Thiên Cung mới trở mặt với Thiên Đế được. Đột nhiên Trung Nhạc mở mắt cười, có thể thử rồi. Phiền Huyên, mượn chân của ngươi một chút nào. Các ma thần Âm Khang Thị vội vàng lùi xuống. Âm Phiền Huyên phì cười ngồi xuống, vén váy lên để lộ đôi chân thon dài. Trung Nhạc đặt hai chân của nàng lên đầu gối của mình, đầu ngón tay bay ra vô số đồ đằng văn. Những đồ đằng văn này vô cùng nhỏ, chui vào da của nàng, giống như vô vàn con kiến nhỏ, bò theo huyết mạch của nàng, chạy lan khắp toàn thân của nàng. Trung Nhạc nhắm mắt lại, hai tay di chuyển từ bàn chân lên đến đùi của nàng, điều khiển đồ đằng văn thần thông phá giải cấm chế. Lúc này mấy vị ma thần ra đón thấy cảnh tượng đó cũng giật mình, vội chạy sâu vào trong Thiên Hà Chi Châu. Trong đó một vị lão giả thân phận tôn quý, tốc độ là nhanh nhất, cuống cuồng lao vào thánh địa trung tâm Thiên Hà Chi Uyên, chạy vào đại điện rồi kêu lớn, gia chú, gia chú, việc lớn không hay rồi. Cái tên nhân tộc đó đang ở trên thuyền chơi chân của tiểu thư, cứ sở qua sở lại. Khốn kiếp mà. Gia chủ của Âm Khang Thị là người nóng tính, nghe thấy đại nộ gầm lên, trên địa bàn của Âm Khang Thị ta mà dám chơi đùa chân của con gái ta sao? Gan to bằng trời. Đệ đệ của ta không phải cũng đi cùng với nó hay sao? Hắn chết rồi hay sao? Vân Khang vẫn ở ngay bên cạnh, bọn ta định tới ngăn cản nhưng hắn đã chặn lại. Tên khốn kiếp mà. Gia chủ Âm Khang Thị tức quá lại cười, xông tới nơi cười gan lẩm bẩm, chơi chân của con gái ta, lão tử sẽ nghiền nát hắn. Còn cái tên khốn Vân Khang quá vô pháp vô thiên rồi đấy. Thực lực của hắn cường hãn vô biên, chỉ trong nháy mắt đã tới gần thuyền. Nhìn thì thấy Trung Nhạc quả nhiên đang giật chân của Âm Phiền Huyên thì không khỏi đại nộ. Sau đấy thấy đầu ngón tay của Trung Nhạc có đồ đằng văn lan tỏa thì bình tĩnh trở lại, đứng tại đó quan sát. Gia chú, chính là tên tiểu tử đó chơi chân của tiểu thư. Ở phía sau một lão giả chạy tới chỉ Trung Nhạc rồi nói, người xem hắn vẫn còn đang chơi. Gia chủ Âm Khang Thị tung chân đá bay hắn, nhìn Trung Nhạc tán tưởng không thôi, gọi lão ma hoàng kia tới. Vân Khang, ngươi tìm được tên nhân tộc kia ở đâu vậy? Tu vi tuy không cao nhưng thủ đoạn rất tốt. Vị lão ma hoàng kia là Âm Vân Khang, lên cười nói, là tiểu thư nhặt được ở bên sông. Sao? Nhặt bên sông ư? Gia chủ Âm Khang Thị Âm Phụ Khang kinh ngạc, nhặt được một thiếu niên như vậy ở bên sông sao? Vậy thì phải bảo nó đi nhặt thêm vài lần nữa đi. Lão Ma Hoàng Âm Vân Khang cười. Hắn là Dịch Phong, Dịch tiên sinh của Tiên Thiên Cung. Gia chủ muốn nhặt vài tên như vậy e là không thể đâu. Gia chủ Âm Phụ Khang kinh ngạc nhíu mày. Sao? Dịch tiên sinh của Tiên Thiên Cung ư? Chính là cái tên Tiên Thiên Thần chuyển thế một mình chặn đứng đại quân 200 vạn thần ma đó sao? Tại sao hắn lại chạy tới Thiên Hà Chi Châu chỗ chúng ta đấy? Gan hắn thật không nhỏ. Muốn nhặt được một tên Tiên Thiên Thần chuyển thế nữa đúng là không thể. Hắn có phải là do cái tên giọng éo éo Mục Tiên Thiên phái tới để lung lạc Âm Khang Thị ta không đấy? Tiền đó rất âm hiểm. Âm Vân Khang cười nói. Tiểu thư đoán Tử Quang Quân Vương muốn hại hắn. Nhân tộc trong Tiên Thiên Cung lại không được trọng dụng, nên hắn không cùng Tử Quang Quân Vương về Tiên Thiên Cung. Gia chủ Âm Phụ Khang gật gù. Nếu con gái ta đã nói vậy thì chắc là không sai. Tiểu thư còn nói có thể có khả năng thông qua Dịch tiên sinh này liên thủ với Tiên Thiên Cung. Sao có thể? Gia chủ Âm Khang Thị trợn mắt nói. Sao có thể để cho Tiên Thiên Cung cướp hắn đi được? Đây là cánh tay đắc lực của Âm Khang Thị ta, nhường cho tên Mục Tiên Thiên kia mới là ngu ngốc à. Phiền Huyên buộc phải giữ hắn lại. Trung Nhạc lần này mất gần một tháng mới hóa giải được phong ấn huyết mạch của Âm Phiền Huyên. Hắn chỉ mới tham ngộ được cách phá giải, cần phải kiểm nghiệm lại nhiều lần, vẫn chưa thành thạo nên mất nhiều thời gian. Dù sao đây cũng là phong ấn của một vị thiên đế huyết tế, một vị đế cấp khác tạo cho cả chủng tộc Âm Khang Thị. Muốn phá giải hoàn toàn có lẽ phải là cường giả đế cấp mới làm được. Sở trường của Trung Nhạc chính là hắn đã phá giải được Thiên Nguyên Luân Hồi Kính của Thiên Nguyên Thiên Đế. Có cơ sở đó hắn mới phá giải được phong ấn của Thiên Nguyên Thiên Đế. Cuối cùng cũng được rồi. Trung Nhạc mở mắt thở phào, buông váy của Âm Phiền Huyên xuống rồi cười nói. Giờ Phiền Huyên ngươi có thể lên lục địa ở ngoại giới thử xem. Âm Phiền Huyên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Đột nhiên Trung Nhạc nghe đằng sau có tiếng nói hùng hồn vọng tới. Chân con gái của ta chơi có vui không? Trung Nhạc đứng dậy, quay người lại, nhìn thẳng Âm Phụ Khang gật đầu. Rất mến, rất căng. Âm Phụ Khang trừng mắt nhìn hắn. Trung Nhạc không hề biến sắc, bình thản nói. Lương y như tử mẫu, khi cầm chân lệnh ái ta không suy nghĩ gì nhiều. Sao? Không suy nghĩ nhiều, thế nhưng vẫn có đúng không? Âm Phụ Khang gần giọng. Trung Nhạc áy náy. Chỉ trách lệnh ái quá xinh đẹp mà thôi. Âm Phụ Khang cười ha hả, tiếng cười chấn động cả quần tinh. Người rất có nhãn quang, biết con gái ta đẹp. Lão tử mấy vạn năm sinh ra hơn chục vạn đứa con, không nhiều đứa thành danh. Phiền Huyên là đứa xuất sắc nhất kìa. Người rất có nhãn quang, chơi chân của con gái ta, còn biết con gái ta xinh đẹp. Cha! Âm Phiền Huyên vừa ngượng vừa tức, vội vàng bỏ vào trong thuyền rồi lên tiếng. Con ra ngoài lên bờ xem thế nào, xem lời nguyền có thật đã bị giải trừ rồi không. Còn đi cũng công cốc thôi. Âm Phụ Khang cười nói. Ta có thể thấy phong ấn của con đã được giải trừ. Mà đúng rồi, cẩn thận một chút, đừng có bị tên điên áo trắng kia bắt đi mất kìa. Lão tử sớm muộn gì cũng phải bóp chết hắn ta. Mà chàng trai, người rất giỏi. Trung Nhạc cẩn trọng nói. Âm gia chú, Phiền Huyên giúp ta chấn áp cơn đau, ta giúp nàng là chuyện đương nhiên. Gọi ta là bác phụ. Âm Phụ Khang cứng rắn nói. Trung Nhạc ngạc nhiên rồi ngượng ngùng nói. Âm bá phụ, ta chỉ là có khả năng thì làm. Hơn nữa Phiền Huyên cũng từng giúp ta, không cần phải cảm ơn. Người thật ngu ngốc mà. Âm Phụ Khang hừ lạnh một tiếng, thế nhưng không hề có vẻ tức giận gì. Hắn cười. Ta còn có hơn 10 vạn con trai con gái, người cũng chơi chân của chúng đi. Trung Nhạc mặt tái mét nghiêm nghị nói. Âm bá phụ, cách giải phong ấn ta có thể chuyển hết cho Âm Khang Thị. Âm Phụ Khang cười ha ha, giơ tay định vỗ thật mạnh vai của hắn, thế nhưng lại sợ đập nát hắn, đành khẽ đặt xuống cười. Ta chỉ đùa thôi, nếu ngươi thật sự muốn chơi chân con ta thì ta có thể đánh gãy chân của ngươi đấy. Đi nào, đây cũng không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đi chúc mừng. Vân Khang, mau đi bày tiệc, còn phải treo đèn lồng, đèn đỏ lên. Hôm nay là ngày đại hỷ, tiện thể cũng thành thân bái đường luôn, sau đó vui vẻ động phòng luôn. Trung Nhạc chớp mắt. Sao? Thành thân bái đường động phòng ư? Nhà ai trong Âm Khang Thị thành thân vậy mà ngay cả gia chú cũng bị kinh động như thế này? Âm Vân Khang khẽ run lên vội nói. Đại huynh, vậy có quá nhanh không? Đêm dài lắm mộng, ta sợ hắn bị tên giọng éo éo kia cướp đi mất thôi. Âm Phụ Khang chuyển âm: chơi đùa với chân con gái ta trước mặt bao nhiêu người, mời cả các lão đầu tử ra làm chứng đi. Âm Vân Khang vội truyền âm: tiểu thư, chân bị sở lâu như vậy rồi, còn ai dám lấy nó đấy. Âm Phụ Khang trợn mắt nói. Âm Vân Khang gật đầu vội vàng đi làm. Âm Khang Thị bị nhốt trong thiên hà, sống trong thiên hà chi châu, liên hệ quá ít với ngoại giới. Nữ tử trong tộc chỉ gả cho nam tử cùng tộc, rất ít người gả cho ngoại tộc. Cho dù gả cho ngoại tộc thì cũng vào sống với Âm Khang Thị. Dù sao Âm Khang Thị bị Thiên Nguyên Thiên Đế đặt lời nguyền, tộc nhân lên bờ là hai chân thành đuôi cá, không thể đi lại. Hơn nữa lại có Đương Kim Thiên Đế hạ cấm lệnh nghiêm cấm Âm Khang Thị lên bờ. Vì vậy cho dù ngoại tộc vào ở rể cũng rất ít, chẳng ai muốn cả đời bị nhốt trong thiên hà chi châu cả. Trung Nhạc giải trừ phong ấn huyết mạch cho Âm Phiền Huyên mất rất nhiều thời gian, có lẽ tin này đã lan khắp Âm Khang Thị. Giả dụ Âm Phiền Huyên gả cho đồng tộc thì đúng là khó chịu việc chân của thê tử mình bị chơi đùa lâu như vậy trước mặt bao nhiêu người, toàn tộc đều biết, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có sạn. Trung Nhạc cùng Âm Phụ Khang tới thánh địa của Âm Khang Thị, nhìn quanh kinh thán không thôi. Âm Khang Thị tuy xếp hạng cuối 24 đế tộc, thế nhưng vẫn có cảnh tượng của đế tộc. Nơi thánh địa này không hề thua kém Tiên Thiên Cung hay Lật Lục Thị, khí tượng phi phàm. Từ trong thiên hà chi châu nhìn ra ngoài, quần tinh giống như dòng sông quấn quanh thiên hà chi châu, thỉnh thoảng lại có các ngôi sao lớn bay qua bầu trời, sáng lóa và đẹp đẽ, cũng là cảnh tượng hiếm thấy. Khắp nơi Âm Khang Thị treo đèn kết hoa, hỉ khí lan tỏa. Gia chủ Âm Khang Thị bày tiệc lớn, mời đông đảo các lão quái vật bế quan từ lâu ra, thậm chí còn không thiếu các vị tạo vật chủ, đế quân, ai cũng là nhân vật lão tổ tông. Cộng với 21 vị thiên chủ của Âm Khang Thị, có thể nói là toàn bộ đều đã bị kinh động, tham dự bữa tiệc lớn này vô cùng long trọng. Những người có thể trở thành thiên chủ thì tốt xấu gì cũng phải có tu vi của tạo vật chủ, nắm giữ lục đại luân hồi, thực lực cũng cường đại bất phàm. Còn về các lộ ma hoàng, ma hầu thì càng nhiều vô kể. Trung Nhạc là nhân vật chính của đại sự lần này. Các vị ma hoàng, ma hầu tới kính rượu khiến cho hắn choáng váng, nguyên thần cũng lâng lâng. Sau đó lại có các vị thiên chủ tới kính rượu, rồi tiếp đấy là các lão quái vật, rồi tới mười mấy vạn con trai, con gái của Âm Phụ Khang. Rượu của Âm Phụ Khang có chút cổ quái, thần nhân như hắn đừng nói uống rượu, cho dù là uống cả biển cũng có chỗ chứa. Nhưng mỹ tiểu của Âm Khang Thị thì lại thấm vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, kích thích huyết mạch, chui vào các bí cảnh trong nguyên thần, ảnh hưởng tâm thần. Trung Nhạc bị chuốc say, cảm thấy nguyên thần sắp không phải của mình nữa rồi, chân tay, tai, mắt đều như sắp rời ra khỏi cơ thể, giống như đang cưỡi một con ngựa lắc lư. Trong cơn chênh choáng, hắn thấy Âm Phiền Huyên quay về, mỹ nhân lại càng thêm tuyệt mỹ. Trung Nhạc cùng các ma hầu, ma hoàng, thiên chủ và các lão quái vật lại uống tiếp. Trung Nhạc nghe thấy tiếng cười của mình vọng về phía xa, cũng nghe thấy cả tiếng cười của những người kia từ xa vọng lại. Trong thánh địa, mọi người uống mỹ tiểu, ca múa vui vẻ, tiếng cười vọng ra cả ngoại giới. Nhưng Âm Phiền Huyên thì vẫn cẩn thận, không uống nhiều, chỉ hơi có chút men. Cô giá, đến lúc thay hỷ phục rồi. Mấy lão ẩu tiến lại đỡ Trung Nhạc lên. Cái gì? Trung Nhạc nghe không rõ. Cô giá, đến lúc thay hỷ phục rồi, giờ đẹp tới rồi. Các lão ẩu nói lớn. Chuẩn bị bái đường thôi, bái đường thôi. Trung Nhạc ôm Âm Phiền Huyên cười lớn. Âm Phiền Huyên đỏ mặt, không chút nào chánh choáng nữa, vội vàng hất hắn ra rồi hỏi. Tân Lương là ai vậy? Các lão ẩu cười. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư, mời tiểu thư theo bọn ta thay y phục, để cho bọn ta cũng hưởng chút hỉ khí nào. Âm Phiền Huyên giật mình, vội vàng chạy ra xa. Gia chủ Âm Phụ Khang cười ha hả. Bắt con gái ta lại. Âm Phiền Huyên vừa mới bay lên thì thấy các sợi dây thừng bay tới, trói chặn nàng trên không trung rồi kéo xuống. Các lão ẩu đưa đi thay y phục. Chà, con và hắn quen biết không được bao lâu, chẳng thân thuộc gì. Âm Phiền Huyên hét lên. Âm Phụ Khang cười lớn. Chân thì cũng sờ rồi, còn nói cái gì. Trung Nhạc đứng bên cạnh Âm Phụ Khang, tay phải khoác cổ gia chủ, cười ha hả. Sờ rồi. Ta là nhạc phụ của ngươi, choàng vai bóc cổ như vậy thì không được, còn ra cái thể thống gì. Âm Phụ Khang liền gọi. Người đâu, thay hỷ phục cho Tân Lăng. Nhạc phụ. Trung Nhạc lướt mắt cười ha hả rồi bị nhấc đi. Không lâu sau Trung Nhạc được thay hỷ phục, đội mũ Tân Lang, trước ngực là bông hoa đỏ, hỉ khí lan tỏa tới bái đường. Bên kia Âm Phiền Huyên cũng toàn thân đỏ chót, vẫn bị trói và đưa tới. Bái đường, bái đường. Mọi người cùng cười nói, cô già sắp thành thân rồi. Lão ở bên cạnh nó lớn với Trung Nhạc. Trung Nhạc nghiêng đầu. Ừ hứ, cái gì? Sắp bái đường thành thân rồi. Lão ẩu lại nói lớn, ta sắp thành thân rồi. Trung Nhạc nhìn Âm Phiền Huyên rồi cười lớn. Âm Phiền Huyên tức gần chết, bị hai người dẫn tới trước lễ đường. Một người không tình nguyện, một người thì say không biết gì. Bái đường thành thân. Ma thần Âm Khang Thị cười ha hả, tất cả cùng chúc mừng. Trung Nhạc cũng cười lớn, nói động phòng. Vào động phòng, động phòng. Tất cả cũng cùng hô lớn. Trung Nhạc cũng cười lớn. Đi động phòng thôi, đi động phòng thôi. Hai người được đưa tới phòng. Khắp phòng kết hoa rất đẹp. Trong hương lô hương nghi ngút mờ ảo. Các khỉ bà ném hai người lên giường rồi đi ra ngoài hỏi, lão già có cần sắp xếp náo động phòng không? Náo cái mông nhà ngươi. Âm Phụ Khang trợn mắt nói, các người lui đi, lão già sẽ phong ấn động phòng lại. Đây là quy tắc gì chứ? Các khỉ bà lầm bầm rồi lui ra ngoài. Âm Phụ Khang vung tay phong ấn cung điện này lại. Nghĩ một chút rồi lấy ra cái chuông lớn, tế chuông lên. Chiếc chuông ngày một lớn dần, càng ngày càng trong suốt. Cuối cùng vô hình chụp lấy cung điện. Như vậy thì không chạy được nữa rồi. Âm Phụ Khang cười lớn rồi rời đi. Một đêm đã qua đi. Đau đầu quá. Trung Nhạc mơ hồ mở mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Không chỉ đau đầu mà đến nguyên thần cũng lơ mơ. Sao ta lại nằm ở đây vậy? Trung Nhạc ngạc nhiên, cảm thấy như đang nằm mơ trên mây vậy. Giường dưới thân mềm mại như mây, lại rất thơm. Màn trướng giống như làm từ mây khẽ bay bay. Di chứng sau khi say khiến cho hắn lại đau đầu. Hắn dường như nhớ lại chuyện hôm qua. Hôm qua ta đã bị những người Âm Khang Thị kia chúc rất nhiều rượu. Sau đó hình như... Trung Nhạc chớp chớp mắt. Trong trạng thái say, hắn như nhìn thấy một thế giới biến dạng. Gương mặt của tất cả mọi người đều méo mó. Hình như hắn mặc lên người một bộ áo đỏ. Sau đấy hình như bái đường thành thân với nữ tử Âm Phiền Huyên rất vui vẻ. Hình như ta say quá, trí nhớ cũng xa lệch rồi. Uống rượu đúng là làm hỏng chuyện mà. Đến giờ vẫn còn đau đầu. Hắn lật người, bàn tay và chân đè lên một thân thể mềm mại. Hắn giật mình. Ở trên giường, thiếu nữ áo đỏ đang mở đôi mắt đen tròn nhìn hắn. Gương mặt vẫn còn ngượng ngùng, xen lẫn phẫn nộ. Nàng vẫn đang bị trói chặt. Trung Nhạc trợn mắt, sau đó nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô gia Âm Khang Thị vui vẻ mở mắt ra. Thế nhưng thiếu nữ áo đỏ vẫn trợn mắt nhìn hắn. Ngươi đừng có giả vờ nữa đi. Âm Phiền Huyên nghiến răng nói, mau cởi trói cho ta. Trung Nhạc lật lại người rồi mơ hồ nói, đây là đâu vậy? Ta chắc chắn là uống say nên vào nhầm phòng. Lạ thật, mắt ta sao thế này? Sao không nhìn thấy rõ được cái gì cả vậy? Âm Phiền Huyên nghiến răng nói, đừng có giả vờ. Trung Nhạc quay lại lẩm bẩm, tối qua chúng ta chẳng làm gì cả. Mũ phượng ở trên đầu Âm Phiền Huyên khẽ lắc lư, hầm hè nói, người chỉ bỏ tấm mạng che mặt ném lên màn, nói thành thân thì phải ném tấm mạng lên cao một chút rồi ngươi ngủ ngay. Trung Nhạc ngẩng lên, quả nhiên thấy tấm mạng che phượng hoàng mắc ở trên màn, chán túa mồ hôi. Sao ta không có ấn tượng gì về việc này như vậy? Hắn chỉ nhớ bái đường thành thân. Hắn cười ha hả nói muốn đi động phòng, sau đó thì không nhớ gì nữa. Âm Phiền Huyên giận dữ nói, y phục trên người ta vẫn còn, người cũng còn nguyên, đương nhiên là không làm gì cả. Người mau cởi trói cho ta. Trung Nhạc nghĩ một chút, bỏ lại thiếu nữ bị trói trên giường, bỏ ra ngoài rồi nghĩ bụng, tự nhiên lại thành thân, việc này lớn rồi, vẫn là nên lén bỏ đi thì tốt hơn. Người quay lại ngay. Âm Phiền Huyên phẫn nộ, vừa nói câu đó thì Trung Nhạc đã quay lại cười. Phiền Huyên, đây là chàng người ép duyên chúng ta, duyên này chắc chắn không ngọt ngào gì. Chúng ta mới quen biết có mấy ngày, sao có thể thành thân một cách hồ đồ như vậy? Chàng người gây chuyện, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Giờ ta bỏ trốn ra ngoài, nhưng ta hứa sẽ truyền thụ cho các ngươi cách phá giải phong ấn, ta sẽ không nuốt lời. Hắn điểm tay lên trán thiếu nữ trên giường, truyền hết pháp môn phá giải phong ấn huyết mạch Âm Khang Thị cho nàng, sau đó liền bỏ ra ngoài. Hắn cười, sau khi ta thoát được, ngươi nói ta tỉnh rượu, ngươi hối hận không muốn nhận thân sự này, cứ đổ hết tội lên người ta là được. Keng một tiếng, Một âm thanh lớn vang lên, Trung Nhạc đập đầu vào phong ấn của gia chủ Âm Khang Phụ bị đánh bật trở lại. Trung Nhạc quan sát, đưa tay sờ, phong cấm hiện lên, phong cấm dày đặc, phong tỏa toàn bộ cung điện. Phong cấm của đế quân sao? Có chút khó khăn, thế nhưng không thể giữ chân ta được đâu. Trung Nhạc lấy lại tinh thần, tỉ mỉ quan sát, tay búng lên phong cấm, quan sát quỹ đạo vận hành của phong ấn, đột nhiên cười, dẫn động phong cấm, toàn thân như biến thành dịch thể, dung nhập vào phong cấm, tiến dần ra ngoài. Tốc độ của hắn rất chậm, một lúc lâu sau mới xuyên qua được phong cấm. Lại kêu một tiếng nữa vang lên, Trung Nhạc đập vào cái chuông trong suốt của Âm Phụ Khang, thân chuông hiện lên, Trung Nhạc trợn mắt quan sát, sắc mặt ngưng trọng. Cái chuông này không phải phong cấm mà là một món thần binh, muốn xuyên qua thần binh thì rất khó. Đã không thể đi thẳng ra, cũng rất khó phá chiếc chuông này, vậy thì đi từ dưới đất lên vậy. Dưới lòng đất chắc chắn có uy năng của chiếc chuông, thế nhưng không có bản thể thì sẽ dễ hơn. Hắn vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên nghe tiếng trong điện vọng ra. Hắn quay lại nhìn thì thấy Âm Phiền Huyên đã thoát khỏi dây chói, nhảy lên đập phải phong cấm của Âm Phụ Khang. Nữ tử này cũng rất cừ, biết rõ phong cấm của phụ thân như lòng bàn tay, rất nhanh đã vượt qua được phong cấm. Trung Nhạc mừng rỡ nói: Phiền Huyên, thần binh của phụ thân ngươi chắc chắn ngươi cũng biết điều khiển đúng không? Ngươi tới gỡ cái... Ngươi làm gì vậy? Âm Phiền Huyên tung chừng tới, chưa kịp cho hắn nói hết, thần thông ẩn trong lòng bàn tay, uy năng hùng hồn. Trung Nhạc cũng giơ tay lên đỡ, oanh một tiếng, thần thông của hai người bùng nổ, đánh lên chiếc chuông. Chuông kêu lớn một tiếng, tiếng keng keng vang vọng, kinh động cả thiên hạ chi châu. Ngươi làm ô uế sự thanh bạch của ta rồi. Âm Phiền Huyên giống như con bướm đỏ bay tới, thần thông trên đầu ngón tay, bàn tay, ống tay áo, tà áo, mái tóc vô cùng mãnh liệt. Ta không có mà. Trung Nhạc phẫn nộ nói. Âm Phiền Huyên nghiến răng: Sau khi ngươi bỏ mạng trước mặt của ta, ngươi còn... Ta còn làm gì? Trung Nhạc khựng người, đúng là hắn không nhớ gì sau khi gỡ mạng trước mặt, hình như đã làm gì đó, thế nhưng cũng hình như là chẳng làm gì cả. Nhưng Âm Phiền Huyên làm thế nào mà tháo được dây thừng trên người vậy? Hắn nghĩ tới đây, trong lòng hoảng loạn, lập tức bị Âm Phiền Huyên đánh trúng người, bay đi đập vào thành chuông. Ta nhớ dây thừng trên người của nàng là do tạo vật chú và đế quân ra tay trói, chắc chắn từ Âm Phiền Huyên không thể nào cởi trói được. Lẽ nào là tối qua ta giúp nàng ta cởi sao? Trung Nhạc rơi từ trên thành chuông xuống, lập tức bật dậy, tránh công kích của Âm Phiền Huyên, chán tú đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi Âm Phiền Huyên gỡ được dây thừng, có nghĩa là trói không quá chặt. Dây thừng này là bảo vật của tạo vật chủ hoặc đế quân luyện chế. Nếu được tạo vật chủ hoặc đế quân tế luyện lên thì chắc chắn sẽ có thể biến to nhỏ tùy ý. Cho dù là Âm Phiền Huyên có biến hóa thế nào cũng không thể thoát được. Nhưng lão giả nhà Âm Khang Thị này thật xấu xa, dây thừng chỉ cởi được từ bên ngoài, dù sao cũng là động phòng, trói tân nương tới mức không cởi trói được cũng không tốt. Nếu Trung Nhạc giúp nàng cởi trói rồi lại trói nàng lại thì nàng sẽ có cơ hội thoát. Tu vi thực lực của Trung Nhạc tương đương với nàng, lại trong trạng thái say mềm, Âm Phiền Huyên sẽ có cơ hội thoát thân. Quan trọng là Trung Nhạc không biết là do tạo vật chủ của Âm Khang Thị chủ động cởi trói hay là chính mình cởi trói cho Âm Phiền Huyên, sau đó lại trói lại. Nếu làm vế đằng sau thì hắn trói nàng ta lại để làm cái gì? Ta trói nàng ta định làm cái gì đấy? Quan trọng hơn là ta đã làm gì? Trên trán Trung Nhạc nhỏ từng giọt mồ hôi lạnh. Âm Phiền Huyên lao tới, chiến lực của nữ nhân này kinh người, ngay cả Thiên Huyền Tử của Cự Linh Thị đấu với nàng cũng thua 3-2. Cuối cùng Trung Nhạc cũng được thể nghiệm chiến lực của nữ tử cường đại nhất Tử Vi tinh vực. Tiên thiên thần thể của hắn thần lực vô biên, thế nhưng lại bị nữ tử này áp chế, không hề chiếm được bất cứ ưu thế gì về sức mạnh cả. Thần thông của Âm Phiền Huyên càng đáng sợ hơn. Thần thông của nàng không phức tạp, không hơn Thiên Huyền Tử hay Lục Vọng, nhưng trong tay của nàng thì thần thông có thể từ thứ bỏ đi thành thần kỳ. Dường như trong thần thông có một thứ đại đạo tự nhiên khiến cho uy năng thần thông bạo tăng. Đáng sợ hơn đó là tốc độ thi triển thần thông của nàng ta thực sự quá nhanh, nhanh tới mức khiến người ta hoa mày chóng mặt, gần như không cho Trung Nhạc có thời gian chuẩn bị. Vô số thần thông từ khắp các nơi trên cơ thể tấn công như vũ bão. Chẳng trách mà Thiên Huyền Tử thua đến 3 lần. Trung Nhạc đứng trên vách chuông, thân người cùng vách chuông dốc ngược xuống, chân không ngừng tạo bộ pháp ngầm kết hợp thần ma thái cực, các loại thần thông tung ra đấu lại Âm Phiền Huyên, trong lòng vô cùng chấn kinh. Giờ hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với hồi đấu với Thiên Huyền Tử. Đặc biệt là sau khi gặp Phong Hữu Trung, nhận được các loại lĩnh ngộ của Phong Hữu Trung khiến thực lực của hắn tăng vọt. Quan trọng hơn là hắn cùng Phong Hữu Trung nghiên cứu nhục thân của tiên thiên thần ma, có lý giải sâu sắc hơn về nhục thân tiên thiên thần ma, khiến tiên thiên thần thể và nguyên thần của hắn càng thêm cường đại. Tiên thiên thần thể trước kia của hắn thua kém Thiên Huyền Tử một chút, nhưng giờ chắc chắn hắn đã vượt qua Thiên Huyền Tử một chút. Còn tiên thiên nguyên thần thì càng mạnh hơn. Tiên thiên nguyên thần của hắn hấp thụ tiên thiên đồ đằng của nhục thân tiên thiên thần ma, tuy không được tiến bộ như Phong Hữu Trung trực tiếp cải tạo nhục thân, nhưng hắn cũng có cải tạo nguyên thần được không nhỏ. Muốn thử dung nhập tiên thiên đồ đằng vào tiên thiên nguyên thần, khiến nguyên thần của hắn tiến bộ không ít. Nhưng khi đấu với Âm Phiền Huyên, hắn vẫn cảm thấy áp lực rất đáng sợ. Thứ thần thông và thủ đoạn thi triển dễ dàng với các loại đại đạo như vậy khiến cho Trung Nhạc cũng phải cảm thấy khó tin. Nàng ta là thiên sinh nhật diệu linh thể hay sao? Mà không đúng, là nguyệt diệu linh thể. Trung Nhạc thấy Âm Phiền Huyên vừa thi triển tiên thiên thuần dương thần thông của nhật diệu linh thể xong, lập tức thi triển tiên thiên thần âm thần thông của nguyệt diệu linh thể thì hết sức kinh ngạc. Lẽ nào cũng là nhật diệu song linh như ta hay sao? Nhưng rồi chớp mắt hắn lại thấy nữ tử này thi triển tiên thiên ngũ hành đại đạo thần thông, thủy diệu, thổ diệu, hỏa diệu, kim diệu rồi mộc diệu, ngũ đại linh thể tu luyện tới cực hạn. Thần thông chỉ thi triển được khi tham ngộ ra tiên thiên trong tay nàng ta, thi triển ra lại càng thêm cường đại. Ngũ hành linh thể sao? Trung Nhạc cảm thấy mờ mịt. Thần thông Âm Phiền Huyên lại thay đổi, quanh người là tinh hà, các loại năng lượng huyền diệu lại thi triển ra, thiên biến vạn hóa, biến hóa vận dụng năng lượng tới đỉnh cao, dùng năng lượng đa biên phá giải thần thông của Trung Nhạc. Như đinh, như chùy, như cưa, như bia, như lửa, như gió, như mưa, muốn phá vỡ phòng ngự của Trung Nhạc. Đây là tinh hà linh thể. Trong đầu Trung Nhạc oanh một tiếng nổ vang. Đây rốt cuộc là linh thể gì? Sao có thể thi triển được năng lượng chỉ các loại linh thể mới có được như vậy? Lẽ nào Âm Phiền Huyên cũng như Phong Hữu Trung đã nhìn thấu được bản chất của đại đạo thần thông hay sao? Nhưng cho dù là Phong Hữu Trung cùng cảnh giới thì cũng không thể mạnh hơn hắn. Trung Nhạc đã tu luyện thân thể tới mức cực hạn của cảnh giới thần minh, cộng với hắn có công pháp đế cấp. Phong Hữu Trung khi chưa tham ngộ được hoàn toàn bí mật cuối cùng của đại đạo thần thông thì cùng lắm chỉ ngang hàng với hắn. Hơn nữa, nếu Âm Phiền Huyên giống như Phong Hữu Trung thì nàng càng không cần phải nhờ Trung Nhạc phá giải phong ấn huyết mạch cho Âm Khang Thị. Với tài hoa như của Phong Hữu Trung thì phá giải phong ấn huyết mạch cho Âm Khang Thị chỉ là vấn đề thời gian. Nhạc tiểu tử à, ngươi nhặt được tiện nghi lớn rồi. Tiếng nói đầy kinh ngạc của Tân Hỏa vọng tới, vui mừng nói: chính phòng phu nhân của ngươi là thiên sinh thánh linh thể kìa. Sao? Thiên sinh thánh linh thể ư? Trung Nhạc chấn kinh. Thánh linh thể giống như Bích Tà Thần Hoàng sao? Bích Tà Thần Hoàng là sau này bồi dưỡng thành thánh linh thể, không phải tiên sinh. Cho dù có lục đại thánh linh thì cũng là ngụy thánh linh thôi. Còn chính phòng phu nhân của ngươi là đồ hiếm có nhất kìa, thiên sinh thánh linh thể. Tân Hỏa cứ chép miệng tán thưởng cười nói: cho dù là thời thượng cố, viễn cố, loại thiên sinh thánh linh thể này cũng rất hiếm hoi. Thánh linh thể từ khi sinh ra đã gắn kết chặt chẽ với các loại đại đạo. Người khác tham ngộ đại đạo nửa sống nửa chết cũng chưa chắc tham ngộ được, nhưng thánh linh thể thì lại vô cùng dễ dàng. Người khác tu luyện thần thông vất vả khó nhọc, còn họ thì học cá là biết luôn. Hơn nữa uy lực cực kỳ cường đại. Người nhặt được tiện nghi lớn rồi kìa. Tiện nghi ư? Trung Nhạc chạy nhanh trên vách chuông tạo thành các thần ma thái cực đồ. Giờ hắn không thể không thi triển tuyệt học thần ma thái cực đồ để chống lại Âm Phiền Huyên, như vậy mới duy trì bất bại được. Tiện nghi này có phần khó hiểu. Rõ ràng ta không làm gì cả, ta chỉ nằm cùng nàng ta trên một cái giường, chẳng chiếm được cái tiện nghi gì cả. Quan trọng nhất là ta không đánh lại nàng ta. Trung Nhạc tức giận. Âm Phiền Huyên quá mạnh, còn chưa thi triển chân thần Âm Khang Thị mà đã mạnh như vậy. Nếu nàng ta thi triển chân thân thì chỉ sợ phục khí chân thân, phục khí nguyên thần của hắn cũng sẽ phải thi triển. Nếu không chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi thế công của nàng ta. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ không thể chiến thắng, hơn nữa lại còn là một nữ tử, còn là nữ tử đã cùng hắn bái đường thành thân, có danh phận phu thê. Đánh không lại phu thê ít nhiều cũng khiến cho hắn bực dọc. Ồ, thật ra ngươi vẫn chiếm tiện nghi rồi. Tân Hỏa thận trọng nói, hôm qua cường giả quá nhiều, ta đành phải ngủ vui để tránh bị họ phát hiện. Nhưng khi ngươi động phòng thì ta tỉnh lại, ta thấy ngươi bỏ mạng trên mặt của nàng ta. Sau đó thì sao? Trung Nhạc căng thẳng hỏi, sau đó ngươi hôn, nàng ta bị ngươi hôn tới sững sờ. Ồ, mà có người tới kìa, ta phải trốn đi đã, nói chuyện với ngươi sau. Tân Hỏa đột nhiên im lặng. Mau đi bẩm báo với gia chủ, cô gia và tiểu thư Sáng gia đã đánh nhau rồi. Bên ngoài vọng tới trận huyên náo, các ma thần Âm Khang Thị dậy sớm tràn tới, đứng bên ngoài chuông nhìn, kinh ngạc nói, gia chủ, lão gia đâu? Mau mời lão gia chủ tới đây, sợ tiểu thư đánh chết cô gia mất thôi. Nhiều ma thần tràn tới hơn, các ma hoàng, tạo vật chủ cũng chạy tới. Mấy vị ma thần lo lắng nói, chiến lực của tiểu thư thần minh vô song, nếu thật sự nhỡ tay đánh chết cô gia thì phải làm sao đây? Bản lĩnh của cô gia cũng thật lợi hại. Một vị tạo vật chủ nhìn Trung Nhạc kinh thán, ít nhất cũng có thể ngang cơ với Phiền Huyên, sẽ không bị đánh chết được đâu. Gia chủ Âm Phụ Khang chạy tới, nhìn vào bên trong, thấy Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên đều mặc áo đỏ, chưa thay áo mới, chạy qua chạy lại bên trong, các loại thần thông bắn ra khiến người ta phải hoa mắt. Hai người tuy hôm qua động phòng nhưng giờ thì đánh nhau ác liệt, khiến chiếc chuông thần binh của hắn kêu lên không ngớt. Cô gia thật lợi hại. Âm Phụ Khang cười hề hề, con gái ta đến nay còn chưa tìm được thiên tài trẻ tuổi có thể đánh ngang cơ được với nó, giờ cuối cùng cũng gặp được một người. Đây cũng là nhãn quang của lão tử ta tốt mà, vừa nhìn là biết hắn là con rể tốt của lão Âm gia chúng ta mà. Hắn cứ thế chất vàng lên mặt của mình. Một vị đế quân nói nhỏ, gia chú, nhỡ như chẳng may. Không chẳng may được đâu. Âm Phụ Khang cười nói, yêu cho roi cho vọt, không đánh không chửi thì buồn chán, để hai đứa nó cứ đánh đi, ngủ xong lại đánh, tình cảm sẽ gia tăng. Năm đó không phải ta cũng vậy hay sao? Mấy lão quái vật Âm Khang Thị bên cạnh trợn mắt, rõ ràng là nhớ tới quá khứ đen tối của hắn năm xưa. Đột nhiên bên trong chiếc chuông, Âm Phiền Huyên tế ngọc tiêu, Trung Nhạc biết là không ổn. Quả nhiên nữ tử thổi tiêu, lập tức bỏ đi đồ đằng văn đang quấn quanh nguyên thần của hắn. Những đồ đằng văn này chấn áp cơn đau cho hắn, giờ chúng biến mất. Trung Nhạc không kìm được hự lên một tiếng. Âm Phiền Huyên di chuyển tính tiêu không dừng, khiến nguyên thần Trung Nhạc càng thêm đau đớn, đau tới mức ảnh hưởng phán đoán của hắn. Lập tức bị nữ tử công phá tầng phòng ngự, một chưởng đánh trúng ngực của Trung Nhạc. Âm Phụ Khang sắc mặt biến đổi, vội tế chiếc chuông lên, nguy rồi, đánh tiếp là mất mạng như chơi. Ngay khi hắn cho chiếc chuông bay lên thì hai đạo hồng quang lao ra ngoài. Âm Phụ Khang sững người, một vị ma thần bên cạnh liền nhắc nhở, gia chú, hình như tiểu thư bỏ trốn cùng cô gia rồi. Âm Phụ Khang xua tay, đã bái đường, đã động phòng, không phải là bỏ trốn. Hai đứa chúng nó chắc chắn sau khi thành thân là định đi du ngoạn thôi. Tuổi trẻ thích thép, rất nhiều trò. Hình như họ lại đánh nhau ở bên trên không rồi. Một vị tạo vật chủ nhìn về phía xa nói, hai đứa nó đầu giường đánh nhau, cuối giường lại làm hòa, kệ chúng đi. Âm Phụ Khang cảm khái nói, tuổi trẻ thật tốt, tinh lực dồi dào á. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên giống như giải lụa hồng quang quấn lấy nhau, vừa đánh nhau vừa chạy ra ngoài thiên hà chi châu. Sao người cũng ra đấy? Âm Phiền Huyên tức giận nói, công thế càng thêm ác liệt. Trung Nhạc cũng động nộ, người phải ở lại mới đúng, đó là nhà của ngươi mà. Ta muốn đào hôn. Hai người cùng đồng thanh. Hai người xứng lại, đột nhiên lại đồng thanh, ngươi quay về, ta đào hôn. Đột nhiên hai người dừng lại, cùng đáp xuống. Âm Phiền Huyên tức giận nói, là ta không muốn gả cho ngươi, chứ không phải ngươi không muốn lấy ta, vì thế nên là ngươi quay về. Trung Nhạc lắc đầu, nếu ta về thì sẽ bị cha ngươi bắt lại, có lẽ sẽ nhốt cả đời đợi ngươi quay lại, vì thế vẫn là ngươi quay về đi, đó dù sao cũng là nhà của ngươi, không phải nhà ta. Vậy chúng ta tỉ thí, ai thắng thì người đó rời đi. Âm Phiền Huyên tế ngọc tiêu đề nghị. Trung Nhạc cười nói, ngươi chẳng qua bắt được nhược điểm của ta, nếu ta thu những phân thân đó về thì ngươi tưởng sẽ thắng được ta hay sao? Thực lực hiện tại của ta chỉ là 6 phần của trạng thái tốt nhất mà thôi. 6 phần sao? Âm Phiền Huyên thoát tim, lắc đầu nói, ta cũng không thi triển toàn lực. Dịch tiên sinh, chúng ta tình cảm không có, là cha ta tự ý quyết định. Nếu đã hại ngươi cũng hại cả ta. Ngươi là đại ân nhân của tộc ta, ta cũng không thể hạ sát thủ với ngươi được. Như vậy thì chúng ta cùng bỏ đi là được rồi. Trung Nhạc gật đầu. Vậy cũng được. Hai người đi tới rìa thiên hà chi châu, ngẩng lên nhìn, quần tinh giống như nước ở trong thiên hà. Trong dòng thủy lưu đâu đâu cũng thấy vòng xoáy. Đó là lực của những vì sao bị méo mó, vô cùng nguy hiểm. Quần tinh trong giải thiên hà này vô cùng chật chội. Nếu bước chân vào không có bảo vệ thì có lẽ ngay cả thần hoàng cũng sẽ bị ép nát. Thuyền của nhà ta có thể vượt qua dòng sông này. Nếu không có thuyền thì chúng ta khó lòng mà vượt qua được. Âm Phiền Huyên cười nói. Người theo ta, chúng ta tới cảng cướp một con thuyền. Hai người đi về hướng cảng. Từ xa có ma thần Âm Khang Thị cúi người nói. Tiểu thư cô ra, thuyền đã chuẩn bị xong. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên ngạc nhiên, mơ hồ đi lên thuyền. Những ma thần trấn thủ cảng Âm Khang Thị không hề ngăn cản mà đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Sau tân hôn là đi du sơn ngoạn thủy, bồi dưỡng tình cảm, đúng là khiến chúng ta ghen tị chết mất thôi. Một vị lão ma hoàng cảm khái. Hai người trên thuyền nhìn nhau. Âm Phiền Huyên quay lại nói. Hình như cha ta cũng không có đuổi tới đây. Trung Nhạc quay lại nhìn. Ma thần Âm Khang Thị đúng là không đuổi theo, hình như mặc cho họ rời đi. Rõ ràng là nghĩ họ rời đi không phải là đào hôn, mà là hai người tân hôn xong đi du sơn ngoạn thủy. Ở trên thuyền, nữ hài tử này yên lặng, có vẻ rất nho nhã. Nhưng chẳng ai ngờ nàng là ma thần mạnh nhất trong các thần minh. Điều khác không dám nói, nhưng ít nhất thì nàng cũng là đệ nhất nhân trong số các nữ tử. Thiên sinh thánh linh thể, viên minh châu của Âm Khang Thị, thiên chi kiêu nữ của ma tộc, thật ra cũng chẳng có tính cách của ma nữ. Thuyền rời cảng, tiến vào thiên hà, bình ổn di chuyển trong dòng tinh lưu. Mọi thứ ở ngoại giới vô cùng huyền ảo. Thỉnh thoảng lại có ngôi sao lướt qua con thuyền họ, đưa tay ra có thể chạm tới. Thỉnh thoảng trong dòng thiên hà cũng nổi sóng. Sóng cuốn quần tinh đập vào mạn thuyền, thủy tinh vỡ ra tạo thành những đám tinh vân lấp lánh. Trung Nhạc nhìn nàng một cái rồi thu ánh mắt về. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì hắn vẫn chưa biết. Âm Phiền Huyên biết nhưng không nói. Thế nhưng cũng may còn có Tân Hỏa. Tân Hỏa, rốt cuộc tối qua ta đã làm gì? Trung Nhạc căng thẳng hỏi. Cũng không phải là chuyện gì quá đáng cả. Tân Hỏa cười. Ngươi chỉ hôn nàng ta, nhưng hình như cũng không chuẩn á. Nhà đầu kia lại không hợp tác, cứ tránh ngươi. Cũng may nàng ta bị trói chặt, ngươi ôm rồi cắn nàng ta. Cắn sao? Trung Nhạc sững người. Sau đó ngươi còn sợ. Cái gì? Sợ ư? Trung Nhạc rụt người lại. Ta còn sợ nàng ta sao? Sợ qua sợ lại, lúc thì tay đặt lên bên trên, lúc thì ở dưới, lúc ở phía trước, lúc ở đằng sau. Ngươi còn phát chân nàng ta mà hát nữa kìa. Có cần ta hát lại cho ngươi nghe không? Không cần đâu. Trung Nhạc lại rụt người thêm vài phần, đáng thương nói. Vậy sau đó thì sao nào? Tân Hỏa nghĩ rồi nói. Sau đó ngươi cởi áo của nàng ta ra. Tiếp đó thì sao nữa nào? Áo bị dây thừng chặn lại, không cởi được. Thế là ngươi cởi dây chói. Nàng ta đang định phản kháng thì ngươi lại chói nàng ta lại. Ngươi bảo... Tân Hỏa giả giọng Trung Nhạc, cười hề nói. Đừng sợ, ta cũng là lần đầu tiên. Trung Nhạc đỏ mặt, đỏ tới đen lại. Sau đó ngươi say lăn ra ngủ. Tân Hỏa thở dài bi phẫn nói. Ta đã nói rồi mà, đúng không? Uống rượu là hỏng chuyện. Nếu ngươi uống ít lại thì sang năm là đã có một đống phục khí bò đầy đất rồi. Trung Nhạc thở phào. Cũng may là say ngủ mất, không làm bước cuối. Nếu không Âm Phiền Huyên sẽ giết hắn mất. Nhưng hắn khi say cũng thật vô sỉ. Ta thoát thai hoán cốt từ thân thể cũ, giờ đã là ta hoàn toàn mới rồi. Cũng coi như là lần đầu tiên chứ phải không? Trung Nhạc nghĩ bụng. Sờ rồi, hôn rồi, ngủ cùng dâng rồi. Chẳng trách mà nàng ta lại giận dữ như vậy. Chỉ sự thanh bạch của nàng ta. Trung Nhạc có chút buồn rầu. Đi thuyền trong thiên hà, quan sát thiên hà đúng là tuyệt đẹp. Chỉ là nam nữ trên thuyền đều không có tâm trạng, mỗi người mang một nỗi niềm riêng. Thuyền rời khỏi thiên hà chi châu. Trung Nhạc thấy bên cạnh thiên hà chi châu này còn có mấy tòa thiên hà chi châu khác. Hắn phá vỡ sự trầm lặng, lên tiếng hỏi. Phiền Huyên, thiên hà chi châu bên kia có ai sống không? Âm Phiền Huyên cũng không nhắc lại chuyện tối qua nữa, tới bên cạnh hắn nhìn mấy tòa thiên hà chi châu kia nói: trong thiên hà chi châu phần lớn là các chủng tộc thất bại trong cuộc chiến đoạt vị, vì phạm tội cướp ngôi bị nhốt ở đây. Vì vậy thiên hà chi châu còn được gọi là tội châu. Bên đó là Bàn Hoạch Thị chi châu, nơi ở của Bàn Hoạch Thị. Trung Nhạc nhìn rồi nói nhỏ: Bàn Hoạch Thị sao? Nghe nói Bàn Hoạch Thị là chủng tộc do một vị tiên thiên thần để lại. Vị tiên thiên thần đó xưng đế, lấy tên là Bàn Hoạch, cũng là thất bại bị nhốt tại đây. Âm Phiền Huyên chỉ một tòa thiên hà chi châu nói: bên kia là nơi Thế Ngoại Chi Địa, nơi ở của Phục Khí. Nghe nói là một vị hoàng tộc thời địa kỷ, không muốn thời đại địa kỷ hạ man, lại bị đế tộc phòng bị đuổi tới nơi này. Bàn Hoạch Thị ta từng gặp qua rồi, còn Phục Khí Thị thì ta chưa gặp bao giờ. Sao? Phục Khí Thị ư? Trung Nhạc sắc mặt đại biến, gần như là hét lên: trong thiên hà chi châu lại vẫn còn Phục Khí Thị sao? Động lực để hắn rời khỏi tổ tinh chính là ôm chút hy vọng tới Tử Vi tinh vực tìm kiếm Phục Khí Thị. Chỉ là những năm qua gặp nhiều trở ngại, xảy ra quá nhiều chuyện. Biết một số bí mật thượng cổ, trong lòng của hắn thì Phục Khí Thị đã bị tiệt diệt rồi. Nhưng giờ không ngờ lại nghe tin về Phục Khí Thị tại đây, tại thiên hạ chi châu này. Lẽ nào hắn lại không kích động cho được? Tân Hỏa cũng xúc động vạn phần, dùng hai mắt của Trung Nhạc nhìn tòa thiên hạ chi châu kia rồi lầm bẩm: lẽ nào thế gian thật sự vẫn còn Phục Khí Thị sao? Nhạc kiều tứ, chúng ta nhất định phải tới đó xem sao. Trung Nhạc lẩm bẩm nói: Phục Khí? Ở đó thực sự có Phục Khí sao? Cái này thì ta cũng không rõ. Âm Phiền Huyên lắc đầu nói: ở đó bị phong ấn phong tỏa. Âm Khang Thị ta tuy sống 6 vạn năm trong thiên hà, tuy nhiên chưa từng vào đấy. Nhưng đệ tử Bàn Hoạch Thị thì ta có gặp một vài người, chỉ riêng Phục Khí Thị là chưa từng thấy xuất hiện. Nghe các lão bối trong tộc nói thì Phục Khí Thị cũng bị nguyền rủa. Nhân tộc các ngươi... Rõ ràng là nàng cũng biết một vài bí mật, ngừng một chút rồi nói: nghe nói nhân tộc các ngươi có liên quan mật thiết với Phục Khí Thị. Các lão bối còn nói thời kỳ địa kỷ khép lại, các đại thần thông giá trải khắp thiên hạ, các thế lực can thiệp, Phục Khí Thị tuy kết thúc đi, thế nhưng không bị đuổi tận giết tuyệt. Có đại thần thông giá ở thiên ngoại đã có cam kết vạch ra một mảnh đất thế ngoại, chỉ cần Phục Khí Thị không rời khỏi nơi đó thì sẽ không bị tổ chú xâm hại. Nơi đó có lẽ chính là đây. Trung Nhạc tâm thần chấn động, hắn ở tổ tinh từng gặp anh linh đế phi của Luân Hồi Đại Thánh Đế. Vị đế phi nương nương này đã nói trong Tử Vi tinh vực có Phục Khí, không ngờ thật sự là vẫn còn. Tân Hóa sắp rời khỏi ta rồi sao? Thân thể của hắn đột nhiên run lên, hắn nhớ tới giao hẹn của mình với Tân Hỏa. Năm đó hắn và Tân Hỏa đã giao hẹn, Tân Hỏa coi hắn như một nửa người kế thừa. Hắn giúp Tân Hỏa tới Tử Vi tinh vực tìm Phục Khí thần huyết. Sau đấy Tân Hỏa vì cứu hắn đốt hết đèn dầu, buộc phải coi hắn là người kế thừa chân chính. Nhưng Trung Nhạc dù sao cũng không phải Phục Khí thuần huyết, giao hẹn đó vẫn còn hiệu lực. Giờ tới nơi Phục Khí Thị ở, thiên hà chi châu là nơi bên ngoài thế gian, có lẽ vẫn còn Phục Khí thuần huyết. Vậy thì không phải nghĩa là Tân Hỏa sẽ tìm được một Phục Khí thuần huyết làm người kế thừa chân chính, cuối cùng sẽ rời khỏi hắn hay sao? Trung Nhạc có vạn phần không nỡ. Tân Hỏa cũng trầm mặc không nói gì. Một lúc sau Trung Nhạc cười nói: Phiền Huyên, chúng ta tới đó xem sao. Nhạc tiểu tứ. Tân Hỏa định lên tiếng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Âm Phiền Huyên lắc đầu: cho dù chúng ta tới đó thì cũng không vào được đâu. Ở đó bị tượng cổ đại thần thông giá phong ấn rồi. Hơn nữa không phải chỉ là một tầng phong ấn thôi đâu. Ta từng tới gần, bọn họ không phải cấp đế quân mà là cấp đế kìa. Thậm chí còn là cao tầng hơn, căn bản không thể vào được. Trung Nhạc đột nhiên thấy nhẹ nhõm, dường như chỉ hận không vào được đó tìm đồng tộc. Đây là sự không nỡ rời Tân Hỏa. Hắn từ lâu đã coi Tân Hỏa như bằng hữu, là người bạn đồng hành thân thiết nhất, là người thân chân thành nhất. Nếu thật sự phải tặng Tân Hỏa cho một người khác để hoàn thành sứ mệnh thì hắn thật sự là không nỡ. Tân Hỏa đột nhiên nói: Nhạc tiểu tứ, nếu không vào được thì chỉ bằng hôm khác rồi tới đi. Đợi khi ngươi chắc chắn phá giải được phong ấn của những thượng cổ đại thần thông giả này rồi hãy... Ồ, con thuyền đằng kia sao lại tới thế ngoại chi địa như vậy? Đột nhiên Âm Phiền Huyên nhìn thiên hà chi châu kinh ngạc nói: lẽ nào họ có thể vào đó hay sao? Trong thiên hà, một con thuyền đang dâng buồm hướng về Thế Ngoại Chi Địa, khoảng cách rất gần. Trung Nhạc giật mình nhìn về phía đó. Trên thuyền có một tấm phù văn dương cao bùng cháy trên thiên hà, ánh lửa biến thành các đạo phù văn bay vào trong phong ấn của tòa Thế Ngoại Chi Địa kia. Phong ấn mở rồi. Hắn chấn kinh, tầng tầng lớp lớp phong ấn tự động mở ra, con thuyền đó bơi vào trong phong ấn, vào bên trong thiên hà chi châu, phong ấn Phục Khí Thị. Âm Phiền Huyên lập tức điều khiển con thuyền định vào trong trước khi phong ấn đóng lại. Trung Nhạc lưỡng lự một chút rồi dùng pháp lực giúp nàng ta. Đằng kia cũng có vài con thuyền đang tới kìa. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên đứng trên mũi thuyền, thấy có mấy con thuyền khác dương buồm cùng tiến về chỗ phong ấn mở ra. Hai người đều kinh ngạc. Những con thuyền kia là từ đâu mà tới đấy? Trên thuyền là ai đấy? Vừa rồi họ không hề chú ý thấy ở đây có các con thuyền khác, dường như chúng đột nhiên xuất hiện, vô cùng quỷ dị, dường như chúng vẫn luôn ẩn mình, đợi tới thời cơ thì lao ra vậy. Khi thuyền của Trung Nhạc tới gần, hắn lập tức thấy mấy con thuyền kia đều rỉ sét tàn tạ, có vẻ như bị thời gian xâm thực, buồm cũng đã thủng lỗ chỗ. Những con thuyền này lan tỏa đầy tử khí, không có chút sức sống nào cả. Khi tới gần hơn, Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên thấy trên những con thuyền cổ xưa kia không một bóng người, họ chỉ thấy xương cốt. Trong khoang thuyền cũng như bong thuyền, đâu đâu cũng là xương trắng, xương trắng chất đống. Những bộ xương đó vẫn đang động đậy, giống như những con sâu trắng đang uốn éo vậy. Là quỷ thuyền trong thiên hà sao? Âm Phiền Huyên kêu lên thất thanh. Ta chỉ nghe truyền thuyết có nói thiên hà có quỷ thuyền xuất quỷ nhập thần, là những anh linh bất tán chiến tử tại thiên hà, chứ ta chưa từng gặp. Vốn tưởng chỉ là truyền thuyết thôi, không ngờ lại có quỷ thuyền thật. Lúc bấy giờ, bên dưới thiên hà, quần tinh lắc lư, vô số ngôi sao bị hất bay, dòng chảy hình thành từ tinh quang biến thành ngọn sóng lớn, ôm cả quần tinh lướt qua bên trên thân thuyền bọn họ, làm sóng sao đẩy cả con thuyền của họ lên cao. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên lập tức dốc toàn lực điều khiển thuyền để không bị lật. Uy lực của ngọn sóng này cực kỳ khủng bố, thậm chí ép cho tinh cầu nhỏ lại, giống như những hạt cát cực nhỏ, khiến cho họ không thể không cẩn thận. Nếu bị những hạt cát từ các vì sao này đánh trúng, cho dù chỉ là một hạt cát cực nhỏ cũng có thể xuyên thủng họ hoặc khiến cho họ tan tành. Đột nhiên có tiếng cạch cạch từ dưới thiên hà vọng tới. Trung Nhạc và Phiền Huyên trên mũi thuyền nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp. Một con thuyền lớn hơn con thuyền của họ tới nghìn vạn lần từ từ lật mình ở dưới nước thiên hà, giống như từ một thế giới khác chui vào thế giới này vậy. Trên cỗ chiến thuyền khổng lồ đó vẫn còn sinh mệnh, nhưng trong quá trình cỗ chiến thuyền này lật mình từ thế giới kia sang thế giới này thì họ liền biến thành xương trắng với tốc độ đáng sợ. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên sắc mặt kịch biến, vội vàng điều khiển thuyền cố gắng đi ra ngoài, định thoát khỏi phạm vi bao trùm của con thuyền kia. Ào ào, chiến thuyền khổng lồ kia đột nhiên dựng thẳng thân lên, nhảy ra khỏi thiên hà. Vô số vì sao bị hất bay, biến thành những đám tinh vân hoa lệ. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên quay lại nhìn, 8 con thuyền nhỏ đi theo bên cạnh cỗ chiến thuyền cổ xưa kia, còn con thuyền kia của họ lúc này lại giống như chiếc thuyền nan lênh đênh trong bóng của cỗ chiến thuyền khổng lồ. Con thuyền khổng lồ di chuyển tạo thành vô số vòng xoáy lớn ở trong thiên hà, suýt chút nữa đã lật chiếc thuyền nhỏ của họ. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên vội điều khiển thuyền tránh sang một bên. Cỗ chiến thuyền nguy nga kia lướt qua bên cạnh họ, vòng xoáy thiên hà kéo thuyền của họ đi theo sau thuyền lớn. Thiên hà lúc này trở nên vô cùng nguy hiểm, sóng lớn cao chọc trời. Trong những ngọn sóng đó là những vì sao bị nén tới cực hạn. Nếu thuyền của họ không may bị đánh lật thì họ chắc chắn là sẽ chết, chắc chắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào sống. Nguy rồi. Họ nghe thấy tiếng cạch cạch chèn ép, vô số những ngôi sao trong thiên hà bị sóng lớn và thuyền khổng lồ kia khuấy động, chèn ép con thuyền dưới chân họ. Tuy nó có thể đi lại trong thiên hà, nhưng đâu có bao giờ gặp phải ngọn sóng lớn như thế này đâu. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên lập tức nghe thấy tiếng đứt gãy, khoang thuyền đã bị những hạt cát tinh tú xuyên thủng, sóng lớn khiến vết nứt bắt đầu vỡ ra. Bỏ thuyền, không bỏ thuyền thì chỉ có chết thôi. Trung Nhạc bỗng trầm giọng gấp gáp nói. Âm Phiền Huyên cũng thất thanh kêu lên. Bỏ thuyền sao? Chúng ta có thể đi đâu được đấy? Nhảy vào thiên hạ mới là chết chắc kìa. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn, Âm Phiền Huyên nhìn theo ánh mắt của hắn. Hình ảnh con thuyền lớn kia đập vào mắt, nàng kêu lên. Người định lên chiếc quỷ thuyền đó sao? Trung Nhạc không nói không rằng, kéo tay nàng nhún người nhảy về phía con thuyền khổng lồ kia. một ngọn sóng lớn đập xuống, con thuyền họ vừa đứng bị sóng đập tan tành rồi biến mất ở bên trong thiên hà. Âm Phiền Huyên vẫn còn thấy sợ, ôm chặt lấy Trung Nhạc. Hai người càng ngày càng lên cao, cuối cùng đáp xuống con thuyền kia. Âm Phiền Huyên đang định buông tay thì Trung Nhạc lại giữ chặt hông nàng rồi nhún người nhảy tiếp, đáp xuống một cây cột. Âm Phiền Huyên không hiểu rồi chợt giật tỉnh. Vị Dịch tiên sinh này đúng là thân kinh bách chiến, lúc này mà vẫn còn cẩn thận như vậy, không hề có chút hoảng loạn nào. Trung Nhạc đặt nàng xuống, nhìn xuống mặt sàn phía dưới của con thuyền. Hắn không đứng ở trên sàn thuyền là vì đề phòng bị tập kích, nên vừa đáp xuống là những người nhảy lên chỗ cao. Như vậy cho dù trên quỷ thuyền có hung hiểm thì hắn cũng có thể chuẩn bị trước được. Hơn nữa ở trên cao có thể quan sát được hết mọi động tĩnh ở phía dưới. Hai người nhìn xuống đều chấn kinh. Con thuyền khổng lồ này trải qua bao nhiêu năm tháng, vô cùng cũ kỹ, nhưng cũng như những quỷ thuyền khác, tử khí nặng nề, không có bất cứ dấu vết nào của sự sống cả. Trên thuyền đâu đâu cũng thấy xương trắng, những bộ xương đó vẫn đang di chuyển. Vừa rồi họ vô tình thấy có sinh linh trên thuyền đang muốn chuyển biến thành xương khô, chỉ là bất ngờ liếc thấy, giống như ảo ảnh, không biết tại sao lại xuất hiện sự thay đổi đấy. Trung Nhạc nhìn 8 con thuyền khác, trong lòng khẽ chấn động. Trong đó có một cỗ thuyền chiến, xương cốt trên đấy đã biến thành thần nhân xương trắng, hai hốc mắt trống rỗng, tay cầm một cây rìu xương trắng. Vị thần nhân xương trắng này còn cao hơn cả nơi họ đứng, bóng người che khuất cả họ. Đột nhiên từ trong khoang thuyền bay ra một lá cờ rách nát, lá cờ rơi xuống vai của thần nhân xương trắng kia. Cờ mở rộng theo chiều gió bay về phía sau ở phía trên đầu họ. Đây là... Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên chấn kinh. Đột nhiên xương cốt trên thuyền cũng nhanh chóng tập hợp lại thành một vị thần nhân còn lớn hơn. Thò một tay ra, xương trắng bay lên, biến thành một thanh thần kiếm nằm ở trong tay của hắn. Thần nhân này cầm kiếm đứng sừng sững trên mũi thuyền. 7 chiếc thuyền khác cũng có thần nhân xương trắng như vậy, mỗi người đều cầm vũ khí, nhìn về hướng Thế Ngoại Chi Địa. Thần nhân xương trắng cầm kiếm, hai mắt trống rỗng. Đột nhiên vô số ngôi sao bay vào trong hốc mắt, hàng vạn ngôi sao biến thành thần nhãn ở trong hốc mắt đó. Vẫn còn những vì sao khác bay tới, đáp xuống mi tâm và hình thành con mắt thứ ba. Một quầng mặt trời trong thiên hà bay tới, đáp xuống lồng ngực của hắn, giống như quả tim của hắn vậy. Phục Khí! Thần nhân giơ kiếm, cổ họng phát ra tiếng thét dài, chỉ về phía trước, tiếng nói trầm trọng mà nặng nề vang lên. Phong! Đại phong! 8 vị thần nhân trên 8 con thuyền còn lại cũng gầm lên. Đại phong! Đại phong! Trung Nhạc người rung lên, nhìn xuống phía dưới thì thấy dấu vết của đuôi rắn, xương rắn khổng lồ của thần nhân quấn quanh thuyền lớn tới mấy vòng. Phục Khí, họ đều là Phục Khí. Trung Nhạc chấn kinh, đây là chiến thuyền của Phục Khí thị, nhưng tại sao 9 cỗ chiến thuyền này lại lưu lạc ở trong thiên hà? Tại sao lại canh ở bên ngoài Thế Ngoại Chi Địa, dường như vẫn đang đợi nơi đó mở ra hay sao? Tại sao họ lại muốn vào trong đó đây? Còn nữa, rốt cuộc họ ẩn mình tại nơi nào ở trong thiên hà? Tại sao Trung Nhạc lại thấy họ khi ở phía dưới thiên hà thì vẫn còn sống, mà khi lên trên thì lại thành xương khô cả rồi? Điều hắn nghi hoặc không thể giải đáp. Cỗ chiến thuyền khổng lồ dẫn 8 chiếc thuyền khác tạo thành đoàn thuyền đã đi vào vùng phong cấm của Thế Ngoại Chi Địa. Phong cấm đã bắt đầu khép lại, tầng phong cấm bao trùm bên ngoài Thế Ngoại Chi Địa rất dày, hết tầng này tới tầng khác, một tầng giống như một tầng trời. Chiếc thuyền vừa rồi vào trong Thế Ngoại Chi Địa đã biến mất, có lẽ đã được dẫn vào bên trong. Giờ chỉ còn lại con thuyền của họ. Dưới sự dẫn dắt của chiếc thuyền khổng lồ, 9 chiếc thuyền cưỡi gió, cưỡi sóng đi qua phong cấm sắp khép kín, tốc độ vô cùng đáng sợ. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên chỉ sợ phong cấm khép lại kẹp họ chết tại đó. Dù sao phong cấm này cũng là do thượng cổ đại thần thông giả để lại, uy năng vô hạn, liều lĩnh lao vào, cho dù là đế quân thì cũng khó lòng thoát được. Cuối cùng các tầng phong cấm khép lại, khiến chiếc thuyền lớn không thể đi qua. Phong cấm từ 4 phương 8 hướng ép tới, thuyền phát ra tiếng răng rắc. Thần nhân Phục Khí trên mũi thuyền vung kiếm chém tới, thần quang chói lòa. Phong cấm bị tác động, chỉ trong nháy mắt đã có vô số thần thông được tung ra. Phong cấm của thượng cổ thần nhân giả đã bị thanh thần kiếm bằng xương chém vỡ ra, để chiếc thuyền lớn cùng đoàn thuyền tiếp tục tiến vào. Nhưng phong cấm vẫn tiếp tục đóng lại. Thần nhân trên 8 cỗ chiến thuyền còn lại cũng vung binh khí chống lại phong cấm. Vị thần nhân Phục Khí trên mũi thuyền phá sóng lao tới, một lèo phá phong cấm. 8 cỗ chiến thuyền còn lại thì chống lại phong cấm hai bên, giúp đoàn thuyền tiếp tục tiến về phía trước một cách khó khăn. Đây là trận so tài vô cùng đáng sợ, vượt xa trận chiến giữa Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên. Cho dù là đế quân thì có lẽ cũng khó lòng thi triển được thần thông đáng sợ, công kích đáng sợ như vậy. Trong Thế Ngoại Chi Địa, một cỗ chiến thuyền đi ra khỏi phong cấm. Phong Vô Kỵ và hai vị khoa phụ thần tộc xuống thuyền, mấy vị thần nhân tiến lại đón. Đầu người thân rắn, trên mi tâm có thần nhãn. Phong Vô Kỵ và khoa phụ Cẩm, khoa phụ Mậu vội thi lễ, nói rõ thân phận và ý định tới đây. Mấy vị thần nhân Phục Khí đáp lễ, mời họ vào thánh điện Phục Khí ở trong trung tâm. Đột nhiên Phong Vô Kỵ ngoảnh lại, thấy các tầng phong cấm tỏa sáng thần quang, thấp thoáng có nghe thấy tiếng gầm thét, trong lòng thì ngạc nhiên. Một vị thần nhân Phục Khí cười nói: "Vô Kỵ tiên sinh, không cần kinh ngạc, đó là những Phục Khí đã mất muốn vào nơi này. Khi họ qua đời rất cường đại, nhưng tới thời đại bây giờ thì đã là người chết rồi, không gây được chuyện gì đâu." "Sao? Phục Khí đã chết ư?" Phong Vô Kỵ hơi chấn động, không hiểu ý hắn. Thần nhân Phục Khí kia cười nói: "Họ chỉ là những người hưởng khí vận Phục Khí trong Phục Khí thần tộc năm xưa, muốn vùng dậy tới tương lai. Tính ra thì họ cũng là tiền bối của bọn ta. Đợt Phục Khí đầu tiên tới đây, nhưng dù sao họ cũng phải về quá khứ, không cần phải lo lắng. Ta dẫn mọi người tới gặp tộc trưởng Phong Thị, mời đi theo ta." "Người mang vận khí của Phục Khí thị sao?" Phong Vô Kỵ và hai vị thần hoàng của khoa phụ thần tộc không hiểu. Vị Phục Khí thần nhân thản nhiên nói: "Đó là có chuyện xưa rồi. Vị đó phát sắc thiên địa có biến lớn, nên chạy khắp nơi định để lại gốc các Phục Khí thị. Một số vị cổ xưa đã bị ngài thuyết phục xây dựng nên Thế Ngoại Chi Địa này, chỉ là ngài vẫn còn ý định muốn vùng dậy, không biết thiên thời, không biết thời vụ." Hắn lắc đầu không nói gì nữa. Phong Vô Kỵ nói: "Vị đó mà ngươi nói là..." Phục Khí thần nhân không nói thêm, dẫn họ tới thánh địa của Thế Ngoại Chi Địa, cầu kiến tộc trưởng Phong Thị. Mọi người vào thánh điện, trong đó có các vị Phục Khí thần nhân đang ngồi xếp bằng, khí tức cường đại. Người ngồi ở chính giữa là tộc trưởng của Phục Khí thần tộc, các vị thần nhân khác ngồi quanh, thần thánh bất phàm. Phong Vô Kỵ bái kiến tộc trưởng Phong Thị, nói lý do tới đây. Vị tộc trưởng Phong Thị nhìn rất trẻ, nhưng tu vi thực lực thì thâm hậu khó lường. Trong ánh mắt ẩn chứa thần quang, quan sát Phong Vô Kỵ rồi đột nhiên nói: "Người có huyết mạch của Phục Khí thị ta, tuy rất nhát, thế nhưng cũng là huyết thống tộc ta. Người cũng họ Phong sao?" Phong Vô Kỵ mỉm cười rồi lắc đầu: "Ta họ Hiếu, Hiếu của Hiếu Mang thần tộc." Tộc trưởng Phong Thị nhìn hắn, Phong Vô Kỵ vẫn mỉm cười. Một lúc sau, vị tộc trưởng trẻ tuổi của Phong Thị nhàn nhạt nói: "Trong cơ thể ngươi đúng là có huyết thống của Bàn Hoạch thị. Hiếu Mang thần tộc có lẽ là một nhánh của Bàn Hoạch thị." "Sao? Huyết thống Bàn Hoạch thị ư?" Phong Vô Kỵ khựng người. Hắn cũng có nghe nói về Bàn Hoạch thị là một trong 24 đế tộc, chỉ là chưa từng gặp. Tại sao tộc trưởng Phong Thị lại nói hắn có huyết thống của Bàn Hoạch thị đây? Hoạch trong Bàn Hoạch có hai nghĩa, một là hồ lô, hai là ngao. Nếu là nghĩa thứ hai thì Bàn Hoạch thị chính là bàn ngao. "Nói vậy ta cũng là đế tộc sao?" Phong Vô Kỵ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. "Bàn Hoạch thị chiến bại, cũng bị trấn áp trong Thiên Hà Chi Châu." Vị tộc trưởng Phong Thị trẻ tuổi thản nhiên nói: "Người là đế tộc thì hà tất phải ra tay với Phục Khí thị ta. Người đi gặp lãnh tụ của Bàn Hoạch thị các ngươi, mời hắn phái cường giả là được." Phong Vô Kỵ mắt sáng lên, rồi có phần do dự. Bàn Hoạch thị chiến bại cũng bị trấn áp trong Thiên Hà Chi Châu sao? Đế tộc chiến bại thực sự có thực lực hắn tưởng tượng được không? Vị tộc trưởng Phong Thị phẩy tay nói: "Tiễn khách." Đột nhiên một vị giả Phục Khí đứng dậy cười: "Tộc trưởng, nếu là vị đó đã nói thì lẽ nào lại cự tuyệt? Nếu cự tuyệt, thể diện của hắn cũng sẽ không tốt cho lắm đâu." Tộc trưởng Phong Thị ánh mắt lay động, trầm giọng nói: "Vậy ý của trưởng lão là..." Vị lão giả Phục Khí kia cười: "Tộc ta đã rất lâu rồi không xử lý việc ngoài, lần này là cơ hội hiếm có. Nếu có thể giúp đỡ một vị tân thiên đế, chưa biết chừng Phục Khí thần tộc ta lại có cơ hội ra khỏi Thế Ngoại Chi Địa." Các vị thần nhân Phục Khí khác cũng gật gù: "Cũng có lý, mong tộc trưởng suy nghĩ lại." Tộc trưởng Phong Thị đứng dậy phất tay áo: "Các người quyết định là được, việc gì phải hỏi ta." Nói rồi hắn rời khỏi thánh điện. Phong Vô Kỵ nhìn cảnh tượng đó trong lòng kinh ngạc. Nội bộ Phục Khí thần tộc hình như rất kỳ lạ, tộc trưởng Phong Thị dường như không có mấy quyền lực mà bị các trưởng lão kia kiềm chế rất lạ. Ê, nếu đó là công tử của Bàn Hoạch Thị đích thân tới đây thì ít nhiều ta cũng phải nề mặt. Một vị trưởng lão Phục Khí Thị cười ha hả nói, sao có thể để công tử về tay không được, nào mời Phong Thanh Vũ tới đây. Không lâu sau, một vị thần minh Phục Khí trẻ tuổi tới thành điện cúi người thi lễ. Phong Vô Kỵ nhìn thấy thì thấy vị Phong Thanh Vũ này đầu người thân rắn, có vẻ kiêu ngạo, sáu quầng sáng chuyển động phía sau đầu, mi tâm có thần nhãn, hai con mắt chứa nhật nguyệt, toàn thân phủ vảy rồng tiên thiên, chiếu đại thiên thế giới, thực lực cực mạnh khiến người khác nhìn cũng phải kính sợ, giống như có một vị chiến thần bất khả chiến bại, uy phong lẫm liệt vậy. Thành Vũ, bên ngoài có một nhân tộc mở ra 5 phần huyết mạch Phục Khí, Vô Kỵ tiên sinh không tìm được hắn ta, không bắt được hắn ta, hắn rất giỏi. Vô Kỵ tiên sinh nói hắn có liên quan lớn tới Phục Khí thần tộc ta, người đi cùng Vô Kỵ tiên sinh một chuyến đi. Vị trưởng lão Phục Khí kia cười nói, người bắt được hắn chính là lập công cho tộc ta, sau này người sẽ có lợi ích lớn, chưa biết chừng chúng ta vì thu hoạch lần này mà có thể rời khỏi nơi khỉ ho cỏ gáy này. Sao? Phục Khí giã sinh ở ngoại giới sao? Hắn thì có thể có bản lĩnh gì? Đáng cho ta đích thân xuất mã hay sao? Vị Phục Khí thần nhân Phong Thanh Vũ cười khẩy, chúng ta vốn là công thần, nếu không có chúng ta thì làm gì có thiên địa ngày nay, làm gì có sự vinh hoa phú quý của bọn chúng đây. Những chủng tộc này không cảm kích chúng ta thì thôi, mà còn giam cầm chúng ta ở đây như vậy, đó là cái đạo lý gì? Trưởng lão à, giờ chúng nhờ vào chúng ta, chi bằng ngồi lại ra giá lại đi. Hỗn xược! Các vị trưởng lão cùng quát lớn. Trưởng lão đứng đầu cau mày, bảo ngươi đi thì ngươi đi đi, đừng có nói lời thừa. Thiên hạ giờ có dấu hiệu đại loạn, chính là lúc chúng ta kiến công lập nghiệp. Nếu ngươi làm tốt, chúng ta có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, không bị kiềm chế. Ngươi đi lần này, mọi việc phải nghe theo Vô Kỵ tiên sinh, đã hiểu chưa? Phong Thanh Vũ đành cúi người, đệ tử lĩnh mệnh. Phong Vô Kỵ thì càng ngạc nhiên hơn, những Phục Khí này ăn nói hành động đều rất cổ quái, chỗ nào cũng thấy không ổn. Tộc trưởng Phong Thị như vậy, những lão trưởng lão và Phong Thanh Vũ này cũng vậy. Phong Vô Kỵ và Phong Thanh Vũ cáo từ các trưởng lão, lên thuyền rời đi. Vị tộc trưởng Phong Thị kia đứng ở rìa thế giới chi địa, ngẩng lên nhìn, dường như muốn nhìn xuyên qua tầng tầng phong cấm để thấy được thế giới bên ngoài. Hắn cầm một hũ rượu đỏ đậm, chốc chốc lại ngửa cổ uống ngụm lớn, có vẻ như đã ngà ngà say. Phong Thanh Vũ, ngươi nên biết Phục Khí ở ngoại giới cũng là Phục Khí, là đồng tộc của ngươi. Đột nhiên vị tộc trưởng Phong Thị này nói, hắn và ngươi là đồng tộc, đồng tông, ngươi đừng có quá đáng với hắn ta. Đồng tộc đồng tông sao? Phong Thanh Vũ cười ha hả, tộc trưởng chưa chắc là vậy đâu. Tên Phục Khí đó có lẽ đồng tông với ngài, nhưng chưa chắc đồng tông với ta. Tổ thượng của ta năm đấy chỉ vì phá thần huyết Phục Khí nên mới chuyển thế tới Phục Khí thần tộc. Ta là hậu thế của công thần, đồng tộc với Phục Khí giã sinh chứ không đồng tông, không thể nói gì tới tình cảm được. Tộc trưởng Phong Thị nhíu mày, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Phong Thanh Vũ không hề sợ hãi cười nói, nếu tộc trưởng không còn việc gì nữa thì Thanh Vũ xin cáo từ. Đúng lúc này, đột nhiên từ nơi sâu nhất thế ngoại chi địa chuyển tới chấn động kịch liệt, những tiếng gầm thét trầm đục kinh người vọng ra. Cả thiên hà chi châu rung chuyển dữ dội, dường như ma quái bị chấn áp ở dưới lòng đất đang làm mưa làm gió, muốn phá vỡ chấn áp thoát ra ngoài. Sắc mặt tộc trưởng Phong Thị biến đổi, phá không bay đi. Cùng lúc đó, các vị trưởng lão Phục Khí cũng biến thành lưu quang bay về nơi đang có biến. Mỗi người đều hét lớn, biến thành các vị Phục Khí chiến thần, thần quang chiếu rọi bầu trời, thậm chí chiếu ra cả thiên hà bên ngoài. Người kêu cái gì mà kêu? Các vị trưởng lão Phục Khí cùng quát lớn, hợp lực chấn áp xuống, lạnh giọng nói, cho người sống tới giờ đã là khai ân rồi, ngươi còn muốn tạo phản sao? Tộc trưởng Phong Thị không nói gì, nhưng cũng ra tay chấn áp động tĩnh đáng sợ ở dưới lòng đất kia. Phản đồ! Dưới lòng đất vọng lên một giọng nói giả nua. Các trưởng lão Phục Khí cười khẩy, người không phải hay sao? Lòng đất yên tĩnh lại. Lúc này, trong tầng tầng phong cấm bên ngoài cũng rung chuyển dữ dội. Các vị trưởng lão Phục Khí ngẩng lên nhìn, thấp thoáng Có thể thấy con thuyền lớn dẫn theo 8 con thuyền khác vẫn đang chống lại phong cấm, càng ngày càng ác liệt, ai nấy đều cho mày lo lắng. Kẻ đó có thể từ quá khứ tới hiện tại hay sao? Một vị trưởng lão Phục Khí lo lắng nói. Nếu hắn vào đây được thì... Các vị trưởng lão không khỏi dùng mình. Tộc trưởng Phong Thị ánh mắt phức tạp lắc đầu nói. Hắn không vào được, hiện tại hắn đã chết rồi. Hắn đã chết rồi, cho dù có vào được cũng không gây nên chuyện gì được đâu. Các vị trưởng lão cười. Tộc trưởng, dù sao hắn cũng là phụ thân của ngài, nói như vậy có phải hơi bất hiếu hay không? Tộc trưởng Phong Thị hừ lạnh không nói, ngửa đầu uống ngụm rượu, quay người loạng choạng bỏ đi. Hắn đã chết mấy vạn năm rồi, không sống lại được nữa rồi. Lúc này bên trong các tầng phong cấm, Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên đột nhiên biến sắc. Thấy con thuyền này bị tầng tầng phong cấm bao vây, đã không thể di chuyển thêm được nữa, khó lòng phá vỡ được phong cấm mà vào bên trong thế ngoại chi địa. Nguy rồi, con thuyền này đang nghiêng. Trung Nhạc cảm thấy da đầu tê dại, đang định ôm lấy Âm Phiền Huyên. Đột nhiên Âm Phiền Huyên chủ động ôm lấy hắn. Trung Nhạc khựng lại, không kịp nghĩ gì nhiều, vội vàng giật dây thừng của cột buồm, quấn mình và Âm Phiền Huyên vào cột buồm, ôm cứng lấy nó rồi hét lớn. Con thuyền này sắp lật rồi, ôm chắc lấy ta. Uỳnh uỳnh. Con thuyền càng ngày càng nghiêng, cuối cùng dầm một tiếng, thân thuyền lật nhào. 8 con thuyền khác cũng lần lượt bị lật trong phong cấm. Ánh sáng vô biên tràn tới, khiến người ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Bên tai có tiếng đạo âm vang vọng. Đạo âm đó giống như tiếng tế tự của hàng tỷ sinh linh, giống như vọng tới từ sâu thẳm, vang vọng mà cũng xa xôi. Đạo âm của thời quang sao? Trung Nhạc khựng người, đạo âm này hắn rất quen, là âm thanh biến thành từ thời quang đồ đằng trong Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, ẩn chứa sự đạo diệu của thời quang. Kiếp trước không thể trách cứ, kiếp sau không thể truy cầu, chuyện xưa không thể thay đổi, nhưng tương lai thì lại có thể. Chỉ là tương lai chúng ta cũng không qua được, cũng không tới được. Một tiếng nói vang vọng truyền tới, ngữ khí có phần thất vọng. Ta gánh vác khí vận cuối cùng của Phục Khí Thị, nhưng chẳng thay đổi được gì. Lẽ nào thời đại thuộc về Phục Khí đã thực sự qua rồi hay sao? Vận mệnh này không thể thay đổi được nữa hay sao? Con thuyền khổng lồ này dường như đang di chuyển trong không gian và thời gian. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên buộc mình trên cột buồm, ngẩng lên thì thấy tinh quang tạo thành sông, vô số vì sao lưu động bên dưới thuyền, nối liền tử vi đế tinh và một ngôi sao khác. Ngôi sao đó to lớn không hề thua kém tử vi đế tinh. Ngôi sao đó đã vỡ thành 4 phần. Thấp thoáng Trung Nhạc thấy được ở trong đó một phần có hình dạng như thiên hà chi châu mà Âm Khang Thị cư trú. Trong ánh sáng vô biên, một vị Phục Khí thần nhân thân hình hùng vĩ đứng trên mũi thuyền nhìn về thiên hà. Hắn không phải xương trắng mà có máu thịt. Lá cờ rách dưới phía sau cũng đã mới trở lại, bay phấp phới ở trong gió. Ào ào. 8 con thuyền còn lại lao ra khỏi mặt sông thiên hà. 8 vị Phục Khí thần nhân đứng trên mũi thuyền, ánh mắt nghiêm nghị. Thuyền lái về hướng một mảnh ngôi sao bị vỡ. Họ không thấy chúng ta sao? Trung Nhạc kinh ngạc. Vị Phục Khí thần nhân trên mũi thuyền khổng lồ dường như nghe thấy gì đó, ngoảnh lại vẻ mặt kinh ngạc. Tộc trưởng đang nhìn cái gì vậy? Trên một con thuyền khác, một vị Phục Khí thần nhân lên tiếng hỏi. Có dao động lá, hình như có thứ gì đó của tương lai theo chúng ta tới đây. Vị tộc trưởng lẩm bẩm nói. Sao? Có thứ gì đó từ tương lai theo chúng ta tới hiện tại hay sao? 8 vị Phục Khí thần nhân đều kinh ngạc, nhìn về vị trí của Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Vị tộc trưởng Phong Thị lắc đầu nói. Nếu sinh linh từ tương lai trở về quá khứ thì họ có thể thấy được chúng ta, nghe thấy chúng ta nói, nhưng không chạm được vào chúng ta. Họ không thể bước vào cuộc sống của chúng ta, cũng không thể thay đổi được những việc nhất định sẽ xảy ra. Chúng ta cũng không thấy họ. Chúng ta đối với họ chỉ là lịch sử đã định. Họ giống như đứng từ bên ngoài thời gian, không gian nhìn chúng ta. Những gì nhìn thấy chỉ là những cảnh tượng đã trôi qua trong quá khứ mà thôi. 8 vị Phục Khí thần nhân không hiểu, hắn nói quá cao thâm. Nếu chúng ta trong tương lai không thể thay đổi quá khứ thì tại sao kẻ tà ác đó lại phong ấn được tộc nhân của chúng ta đấy? Một vị Phục Khí thần nhân lên tiếng hỏi. Giả dụ tộc nhân của chúng ta giải được phong ấn huyết mạch thì sẽ đi gặp hắn, tới thời điểm phong ấn của 3 vạn năm trước để gặp hắn ta. Theo lý mà nói, Hắn không nhìn thấy tộc nhân của chúng ta mới phải, nhưng hắn lại thấy được, khiến tộc nhân của chúng ta tử thương vô số. Đó chính là điểm cao minh, lợi hại hơn ta của hắn. Vị tộc trưởng Phong Thị bình thản nói. Hắn cho lời nguyền phong ấn bản thân trong một không gian kín và độc lập. Bất cứ phục khi nào đột phá phong ấn, huyết mạch sẽ động tới lời nguyền của hắn. Vào không gian độc lập đó để gặp hắn. Không gian thời gian đó độc lập bên ngoài thời gian của chúng ta, có thể tính là quá khứ, cũng có thể coi là hiện tại hoặc là tương lai. Cho dù vào một lúc nào đó ở trong tương lai hắn chết thì lời nguyền huyết mạch cũng không biến mất đi, vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Thành tựu của hắn về Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh cao thâm hơn ta rất nhiều. Chỉ cần có phục khi giải được phong ấn huyết mạch, sẽ đi gặp hắn, chết trong tay hắn mà thôi. Tám vị phục khi thần nhân trầm mặc. Đối với phục khi thần tộc mà nói, đó là tương lai vô cùng tuyệt vọng. Cho dù giết được kẻ tà ác kia cũng không thể thay đổi được tương lai. Tộc trưởng Phong Thị suy nghĩ rồi đột nhiên nói lớn. Vị bằng hữu từ tương lai, các ngươi tới từ đâu, thời gian nào, tộc nào? Các ngươi tới kiếp này muốn biết gì, muốn thấy gì, tìm kiếm cái gì? Hắn là một nam tử trung niên, ánh mắt đã có phần tăng thương, giọng nói mang mị lực đặc biệt vang vọng trong thời gian thượng cổ. Các ngươi là thiện hay ác đây? Là kẻ địch hay là bằng hữu? Là tộc nhân của ta hay ngoại tộc đây? Một lúc sau hắn lộ ra vẻ thất vọng, lẩm bẩm. Xem ra các ngươi không thể trả lời ta được rồi. Các ngươi theo ta từ tương lai tới hiện tại, các ngươi đứng ngoài không gian thời gian, chỉ có thể thấy ta, nghe được tiếng nói của ta, nhưng không để cho ta bất cứ thông tin gì hữu dụng cả. Ta là tộc nhân của ngươi, phục kỳ hậu thế. Trung Nhạc cao giọng nói. Chỉ là vị tộc trưởng Phong Thị kia không nghe thấy, hắn không thể nghe thấy được, thấy tiếng từ tương lai. Trung Nhạc khựng người, rồi thấy mình vào Âm Phiền Huyên không biết từ khi nào đã thoát khỏi dây buộc trên cột buồm. Sợi dây đó là thần binh vô cùng lợi hại, quấn chặt họ, cho dù cuồng phong của thiên hà cũng không thể làm gì được họ. Nhưng giờ đây sợi dây thừng này như không tồn tại. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên đều tuột qua khỏi dây thừng. Họ như biến thành quỷ hồn, không hình thể, không bị thế giới này ràng buộc bất cứ điều gì. Trung Nhạc khựng người bay xuống khỏi đó, tới trước mặt tộc trưởng Phong Thị, dùng hết sức hét lớn. Ta cũng là phục khí. Tộc trưởng Phong Thị vẫn không nghe thấy hắn. Hắn cảm nhận hư không, cảm nhận không gian thời gian, rồi cười nói. Ta có thể cảm nhận được các ngươi ở đây, thật kỳ diệu. Nhưng đáng tiếc chúng ta không thể nói chuyện với nhau. Ta rất muốn biết tương lai chúng ta thắng hay bại. Ta rất muốn biết tộc nhân tương lai của ta như thế nào. Ta rất muốn tới tương lai, nhưng đáng tiếc mỗi lần xuyên không ta đều chết. Trung Nhạc khựng người. Tộc trưởng Phong Thị cười, có vài phần thất vọng, nói nhỏ. Ta chết ở thời đại của mình, không thể tới tương lai được. Hắn phấn chấn trở lại, điều khiển con thuyền tiến về thế ngoại chi địa của Phục Khí Thị, rồi cười nói. Ta không biết các ngươi tới từ bao giờ, từ nơi nào, từ tộc nào. Cũng không biết các ngươi muốn biết điều gì, thấy điều gì, tìm kiếm cái gì. Không biết các ngươi là thiện hay là ác, là bạn hay là thù, là tộc nhân hay ngoại tộc. Nhưng chúng ta có thể gặp nhau xuyên thời gian, không gian như thế này, cũng là có duyên. Ta lại đưa tới hai sinh linh từ tương lai, đây đúng là chuyến đi kỳ diệu. Trung Nhạc đưa tay ra định chạm vào hắn, nhưng bàn tay lại xuyên qua người hắn, dường như không có bất cứ thứ gì vậy. Hắn không thể chạm vào mọi thứ của thời đại này. Âm Phiền Huyên cũng định cầm lấy thứ gì đó, thế nhưng không thể được, thì không khỏi kinh ngạc. Nhạc tiểu tứ, đây chính là tác dụng diệu kỳ của Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, vượt qua không gian và thời gian. Người có thể nhìn thấy, nghe thấy được, nhưng không thể thay đổi. Khi người muốn thay đổi thì người sẽ trở về không gian, thời gian của người. Tiếng của Tân Hỏa vọng tới. Trung Nhạc định thần lại, chấp nhận sự thật này, lẩm bẩm nói. Ta muốn biết 7 vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thay đổi điều gì. Tân Hỏa gật đầu nói. Chúng ta không nên ở lại quá khứ quá lâu. Quá khứ không thể thay đổi, về cơ bản chẳng ích gì cả. Để ta xem sao Tân Hỏa, để ta nhìn những tộc nhân đó rồi ta sẽ quay về. Trung Nhạc nói nhỏ. Tân Hỏa khựng người, không khuyên nữa. Âm Phiền Huyên thì lẩm bẩm. 7 vạn năm trước sao? Âm Khang Thị ta khi đó vẫn chưa bị phong ấn. 7 vạn năm trước sao? Trung Nhạc tâm thần chấn động. Đây là thời đại của Thiên Nguyên Thiên Đế. Một lúc lâu sau, đoàn thuyền vào trong một tòa thiên hà chi địa. Nơi này bên ngoài là tầng tầng phong cấm, phong tỏa, nhưng người bên trong thì không ngăn cản mà mở phong cấm cho đoàn thuyền đi vào. Cuối cùng Trung Nhạc cũng vào được thế ngoại chi địa của Phục Khí Thị. Không, không đúng, đây không phải thế ngoại chi địa, không đúng mà. Trung Nhạc nhìn quanh nói, phòng cấm này tuy cường hãn, thế nhưng không phải phong ấn của thế ngoại chi địa, không bằng được ở đó. Thật lạ, nhưng đây rõ ràng phải là thế ngoại chi địa. Âm Phiền Huyên nghĩ ngợi rồi nói, lẽ nào lúc này thế ngoại chi địa vẫn chưa hình thành hay sao? Trung Nhạc gật gù, đúng là có khả năng này. Một lúc sau, các con thuyền khác đáp xuống mảnh đại lục này. Trung Nhạc nhìn thấy đông đảo Phục Khí Thị thần nhân tràn ra đón đoàn thuyền, còn có rất nhiều già trẻ gái trai Phục Khí Thị ra đón tộc trưởng Phục Khí Thị với gương mặt mong chờ. Trung Nhạc có thể cảm nhận được huyết mạch của họ không thuần tịnh, rất nhiều Phục Khí thần nhãn đã biến mất, có người đuôi rắn bị thoái hóa biến thành hai chân, có người không còn vảy rồng tiên thiên nữa, có người mất đi thần tâm, còn có người không có thần huyết. Những Phục Khí này có lẽ là sinh linh được sinh ra sau khi bị phong ấn, từ thần hóa phàm, phàm huyết càng ngày càng nặng. Phục Khí thần huyết ở đây đã không còn nhiều được nữa. Tộc trưởng Phong Thị lắc lắc đầu, vẫn không được. Mọi người thất vọng vạn phần, sự hoan hỉ mong chờ vừa rồi đã hoàn toàn tan biến. Tộc trưởng Phong Thị an ủi, các người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra một con đường sống cho Phục Khí, chắc chắn. Một nữ nhân tiến lại, bụng hơi nhô lên. Tộc trưởng Phong Thị vội tiến lại, xoa bụng nàng rồi cười nói, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ xây dựng cho con chúng ta một vùng đất yên lành, để cho nó có thể tự hào là một Phục Khí. Nữ tử đó vẻ mặt buồn rầu, nếu không được thì chỉ bằng để Lân Nhi sinh ở. Tộc trưởng Phong Thị lắc đầu rồi cười, ta nhất định sẽ cho mẹ con nàng một nơi sinh sống yên bình, ta sẽ mở thông đạo đưa mọi người tới tương lai. Hắn cười nói, nàng không biết chứ, ta còn đưa tới hai vị bằng hữu, đáng tiếc mọi người không nhìn thấy họ. Phu nhân tộc trưởng khựng người, không hiểu ý hắn. Nhị đệ bọn họ vẫn đang tìm Tân Hỏa hay sao? Có tin tức gì không? Tộc trưởng Phong Thị hỏi. Mọi người lắc đầu. Trong đó một vị Phục Khí thần nhân khẽ nói, họ tới vũ trụ cổ xưa đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Nhị đệ bọn họ sẽ trở về, chắc chắn sẽ như vậy. Tộc trưởng nhíu mày rồi giãn ra cười, không phải lo lắng đâu, chưa biết chừng sẽ sớm có tin tốt lành thôi, sẽ tìm được Tân Hỏa. Nhưng tin tốt mãi không tới. Bộ lạc Phục Khí không lớn lắm này lại có sinh mệnh mới được sinh ra, là một đứa trẻ nhân tộc. Trong tộc một mảnh trầm mặc. Còn chúng ta liệu có? Phu nhân tộc trưởng lo lắng. Sẽ không đâu. Tộc trưởng an ủi nàng cười nói, ta sẽ nghĩ mọi cách để cho nó trở thành Phục Khí. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên đứng bên cạnh tộc trưởng, nhìn hắn lo lắng vì chủng tộc, nhưng cho dù thần thông quảng đại như hắn cũng không thể ngăn cản có nhiều nhân tộc sinh ra hơn. Phong ấn đã qua 3 vạn năm, lời nguyền và phong ấn đó đã nặng nề đến mức đáng sợ, khiến Phục Khí thần huyết gần như trở thành là ước mơ xa vời. Thời gian qua từng ngày, vị tộc trưởng vẫn không đợi được nhị đệ, mà thế tử thì sắp lâm bồn, không thể cứ kéo dài nữa. Hắn đứng dậy tế thuyền lớn tới thiên đình. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên không kịp lên thuyền. Chuyến đi này đi liền mấy tháng. Hắn trở lại đại lục của Tinh Hà, dừng một lúc rồi lại đi. Không lâu sau, hắn trở về thăm thê tử rồi lại rời đi. Sau nhiều lần đi như vậy, cuối cùng hắn trở về. Vị tộc trưởng trở nên già hơn nhiều. Hắn đang ở tuổi tráng kiện nhất, thế nhưng tóc bạc phơ, ánh mắt cũng không còn sáng như trước nữa. Ta đã xin được một nơi thế ngoại chi địa cho mọi người. Hắn triệu tập toàn tộc, tuyên bố một tin nói, trong thế ngoại chi địa này không phải chịu sự uy hiếp của phong ấn hay lời nguyền, là vùng đất yên bình duy nhất cho Phục Khí Thị chúng ta. Tộc nhân phía dưới hoan hô vang dội. Hắn ngừng lại một chút rồi nói, nhưng chúng ta phải sống cùng họ ở đó, đó là điều kiện của họ. Họ sao? Các tộc nhân nghi hoặc. Là họ, những đại thần thông giá giống hệt chúng ta. Hắn nói, trầm mặc, sự trầm mặc đến đáng sợ. Phản đồ! Đột nhiên có người phẫn nộ hét lên, chúng tâm nhập vào tộc chúng ta, giết tổ bối, thế tử, nhi nữ, hậu đại của chúng ta, đánh cắp công pháp của chúng ta, tại sao lại phải thỏa hiệp với chúng đấy? Chúng không phải Phục Khí. Phong Thường Dương, người chính là phản đồ của Phục Khí Thị. Máu của tổ huyết chảy trong người ngươi là công cốc rồi. Vị tộc trưởng càng thêm giả nua, càng thêm trầm mặc giữa những tiếng chỉ bới. Một lát sau, những đại thần thông giả giống hệt những Phục Khí này tới. Những người cổ xưa hơn xuất hiện. Phong ấn nơi này biến thành Thiên Hà Chi Châu, Thế Ngoại Chi Địa. Con trai của hắn sinh ra là một Phục Khí, nhưng thỉnh thoảng lại nghe có người chỉ bới, nói con trai hắn là tiểu phản đồ. Hắn càng thêm trầm mặc, chỉ là khi không có người, hắn mới nói chuyện với Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên. Với người ngoài thì hắn đang tự nói với chính mình: ta không phải phản đồ. Trung Nhạc nghe thấy vị tộc trưởng tóc bạc phơ nghẹn ngào nói: con trai ta cũng không phải. Bỗng một tiếng nói vang lên: Phong Thường Dương, ngươi hà tất phải động tới cả điền điện hiện nay như vậy? Một đại thần thông giả truyền thế tới Phục Khí thần tộc thấy hắn lên cười nói: ngươi nên biết rằng bây giờ chính là kết cục tốt nhất rồi. Ngươi đại diện cho thế lực cũ của Phục Khí Thị, bọn ta đại diện cho thế lực hủy diệt Phục Khí. Đại cục giờ đã định, hai bên đều không thể giằng co thêm, tất cả đều đã mệt mỏi rồi. Lần này ngươi để cho bọn ta và các ngươi có thể cùng sống trên một mảnh đất với nhau, cùng một thiên hạ. Như vậy nghĩa là hai nhà thỏa hiệp, không cần phải tranh đấu với nhau nữa rồi. Tộc trưởng trầm mặc, ngửa cổ uống rượu, ý chí liền tụt giảm. Kết cục tốt nhất sao? Hắn cười lớn, cười như một kẻ điên. Đây là một kết cục tốt nhất sao? Vị đại thần thông giả kia nhìn hắn với vẻ thương hại rồi mỉm cười: Phong Thường Dương, vị tiên đế cuối cùng của Phục Khí Thị các ngươi, Phục Mân Đạo Tôn, đúng là tài hoa tuyệt thế, khiến kẻ kia trọng thương, buộc hắn phải tiềm phục 1000 năm, dành cho Phục Khí Thị các ngươi 1000 năm. Trong 1000 năm này, ngươi được sinh ra. Hắn cảm khái nói: khí vận Phục Khí Thị đã tạo nên ngươi, tài hoa của ngươi cũng kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu. Chỉ đáng tiếc rằng thời gian Phục Mân dành cho các ngươi quá ngắn, 1000 năm thì làm được cái gì đây? Trung Nhạc chấn động, vị tộc trưởng Phục Khí này lại là người cứu vãn cục thế mà vị Phục Mân Đạo Tôn đó nói. Phục Mân Đạo Tôn khiến kẻ tà ác kia trọng thương, gửi gắm hy vọng và hậu bối kiệt xuất được sinh ra trong 1000 năm sau, mong hậu bối đó có thể cứu vãn thế cục của Phục Khí Thị. Nhưng Phục Mân Đạo Tôn cũng biết, chỉ để lại cho hậu bối 1000 năm thì thực sự quá ngắn. Người muốn cứu vãn cục thế, nhưng ngươi chỉ là chống lại ý trời, chắc chắn là thất bại. Ngươi ra đời quá muộn. Nếu ngươi ra đời được vạn năm, hoặc có thể thành đế sớm vạn năm, thì sẽ không có sự việc sau này rồi. Thế lực của vị kia phục hồi nguyên rồi Phục Khí Thị, như vậy là đã sắp sẵn tương lai cho Phục Khí Thị các ngươi rồi. Vị đại thần thông giả kia nói: những năm qua ngươi sống cũng không dễ dàng gì, có thể thống lĩnh chủng tộc, kiên trì cho tới bây giờ. Ngươi và ta tranh đấu cũng lâu như vậy, ta cũng không phục và kính sợ ngươi. Giờ đã là kết cục tốt nhất rồi, ngươi không cần phải chống cự thêm nữa, vô ích thôi. Ngươi cũng chẳng có bất cứ cơ hội thắng nào. Chúng ta đúng là có thù, có huyết hải thâm thù, nhưng giờ là lúc nên từ bỏ thù hận, yên bình mà sống nốt lửa đời còn lại. Từ bỏ thù hận sao? Tộc trưởng lãnh đạm nói: tính thử thì chắc ngươi còn đến 8 vạn năm thọ nguyên, hãy sống cho tốt đi. Vị đại thần thông giả kia rời đi. Qua một lúc không lâu, một vị đại thần thông Phục Khí thần tộc khác tới gặp hắn: Phong Thường Dương, chúng ta đã là đối thủ lâu rồi, ta đối với ngươi cũng rất khâm phục. Ngươi có thể tìm được một cơ hội sống cuối cùng cho Phục Khí Thị trong tình thế hỗn loạn này, đồng thời để lại nòi giống cuối cùng cho Phục Khí Thị. Điều đó đã hơn hắn vô số anh hùng hào kiệt. Tuy ta và ngươi kiến giải khác nhau, nhưng chúng ta đều để lại nòi giống cho Phục Khí. Phản đồ! Tộc trưởng lạnh băng nhìn hắn: phản đồ sao? Còn ngươi, ngươi không phải hay sao? Vị đại thần thông kia lắc đầu: thật ra chúng ta đều không phải phản đồ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta đã nhận ra Phục Khí thần tộc chắc chắn sẽ bị hủy diệt, nên mới chuẩn bị sẵn cho mình đi theo họ. Ta vì tính mạng của bản thân, lẽ nào không đúng hay sao? Hắn cười khẩy: ta làm vậy cũng là giữ lại hậu thế cho Phục Khí thần tộc. Như vậy cho dù những kẻ ngoan cố các ngươi chết sạch thì Phục Khí cũng không bị tuyệt diệt. Giờ các ngươi thất bại, bọn ta thắng rồi. Cho dù các ngươi có chết sạch thì phục khí cũng sẽ không biến mất hoàn toàn. Đây không phải công lao của bọn ta hay sao? Tộc trưởng lạnh lùng nói. Người quỷ rồi thì không còn là phục khí. Vị đại thần thông giả kia cười ha ha. Không phải người cũng quỷ rồi sao? Người tới chỗ bọn họ, quỷ xuống xin họ cho các ngươi một con đường sống. Quỷ còn nhiều hơn ta nữa kìa. Tộc trưởng ảo não. Vị đại thần thông kia tiếp tục cười nói. Người cũng quỷ như bọn ta thôi. Bọn ta đã giết không biết bao nhiêu tộc nhân, nhưng đó là vì các ngươi quá ngoan cố. Nếu ngươi quỷ sớm một chút thì tộc nhân của chúng ta đâu phải chết nhiều như vậy. Nếu có thể sống quỷ thì sao phải khổ mà chết đứng đấy. 8 vạn năm trước các ngươi tới tổ tinh, là ta đã cáo mật, là ta phục kích. Vậy thì sao nào? Các ngươi quá ngoan cố, không biết thiên mệnh, không biết thời vận. Các ngươi chết cũng không ăn uống. Nhưng cũng may có ta, là ta đã cứu vãn cục thế, là ta đã giết họ, lập đại công cho Phục Khí Thị. Vì thế mới có ngày hôm nay, vì thế Phục Khí thần tộc chúng ta mới không có bị tuyệt diệt. Tộc trưởng gầm lớn, tóm lấy cổ họng của hắn. Vị đại thần thông kia không hề sợ hãi, thản nhiên nói. Mảnh thế ngoại chi địa này còn có một nửa công lao cho ngươi, cũng có một nửa công lao của những phản đồ bọn ta. Ngươi muốn giết bọn ta sao? Giết bọn ta rồi, ngươi tưởng ngươi vẫn sống được sao? Chắc chắn họ sẽ tiêu diệt các ngươi. Tộc trưởng buông tay. Vị đại thần thông phục khi kia xoa xoa cổ mình, bay về phía xa, nhàn nhã nói. Đừng nghĩ mình quá cao thượng. Ngươi quỷ rồi, ngươi cũng là phản đồ như bọn ta thôi. Vị tộc trưởng càng thêm sầu khổ. Trước mặt người khác hắn lại càng ít nói hơn. Chỉ khi không có ai, hắn vẫn nói chuyện với Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên. Người ngoài nhìn thì hắn như đã điên vậy. Các người vẫn chưa đi sao? Hắn nói nhỏ. Tại sao vẫn ở lại? Là nhìn ta cứ thế suy sụp hay sao? Các người nên trở về đi, đây không phải thời đại của các ngươi. Cứ như vậy qua vài năm, thê tử của hắn chết vì trầm cảm trong tiếng chửi bới của tộc nhân. Chỉ còn lại hắn và con trai. Hắn hoàn toàn già đi trước mộ của thê tử. Các người vẫn chưa đi sao? Quỷ hồn đến từ tương lai kia. Hắn nói với Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên. Có lẽ ta chỉ còn lại hai bằng hữu là các ngươi mà thôi. Con trai hắn dần dần trưởng thành, chỉ là đứa trẻ này rất buồn rầu, không chơi đùa với các phục khí khác. Cha, họ nói con là phản đồ. Con trai hắn bị đánh sưng vô mặt mày, khóc nói. Con không phải, thật sự không phải. Đúng vậy, con không phải phản đồ, không phải mà. Hắn nói với con trai hắn. Ta giành được cho con thân phận phục khí thì cũng để cho con là một phục khí đường đường chính chính. Cho ta một chút thời gian, cho ta thêm một chút thời gian. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên thấy hắn lại lên tinh thần, vùi đầu nghiên cứu đạo pháp thần thông thâu đêm suốt sáng, muốn tìm ra cách giải trừ phong ấn huyết mạch. Việc này đã chủ định là khó khăn, hắn vẫn không tìm được. Con trai hắn lại bị đánh sưng mặt mũi, hắn quyết định không tìm nữa. Lần này nhị đệ của hắn trở về, không tìm được Tân Hỏa. Truyền thừa chi hỏa biến mất rồi. Nhị đệ hắn lắc đầu nói. Ta định làm một việc này, cần đệ giúp đỡ ta. Hắn cùng nhị đệ bàn bạc bí mật với nhau. Ngay cả Trung Nhạc và Âm Thiền Huyên cũng không được biết. Không biết họ bàn bạc những gì. Những quỷ hồn từ tương lai theo ta tới đây, ta phải đi làm một việc không thể không làm. Sau này chúng ta không thể nói chuyện nữa rồi. Phải nói là các ngươi không phải nghe ta lại nhảy nữa rồi. Ta già rồi, mà không, phải nói là giờ ta đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất kìa. Ta vẫn có thể chiến đấu được. Hắn nói với Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên. Ta không biết các ngươi là bạn hay thù. Ta cũng không biết ta làm như thế này là đúng hay sai. Có lẽ ta chuyển hết những gì ta học được, lĩnh ngộ được cho các ngươi là sai lầm, nhưng cũng có thể là đúng đắn. Không thể nào tồi tệ được hơn nữa rồi, phải không nào? Hắn thi triển hết những điều học được, lĩnh ngộ được trong cả cuộc đời mình, và cả toàn bộ công pháp thần thông hắn sáng tạo ra trước Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên. Mọi thứ đều rõ ràng, sinh động, giúp Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên nhìn rõ ràng, cảm nhận được mọi bí mật của thần thông đạo pháp. Hắn nhìn không khí giải thích những chỗ khó hiểu trong đạo pháp thần thông của mình. Trung Nhạc có thể nhận ra đạo pháp thần thông của hắn rất nhiều cái đều là của tiền bối tiên hiền Phục Khí Thị khai sáng. Chỉ là có những cái đã thất truyền, có những cái trở thành tàn phiến, Hắn không có được truyền thừa hoàn chỉnh, nhưng hắn dựa vào trí tuệ của bản thân bổ sung cho những công pháp đó. Một hồi lâu sau, cuối cùng hắn cũng truyền thụ hết cho hai người mà hắn không nhìn thấy này. Hắn chần chừ một chút, lên tiếng nói: có lẽ ta nên cho các ngươi biết một môn công pháp ta chưa hoàn thiện, để các ngươi giúp ta hoàn thiện. Hắn thi triển Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh nhiều hơn một số thứ so với cái Tân Hỏa truyền cho Trung Nhạc, có thêm rất nhiều điều kỳ diệu. Hắn giảng giải tỉ mỉ hết lần này tới lần khác, chỉ sợ hai người kia không lĩnh ngộ được. Đây có lẽ là cách duy nhất để trở lại không gian thời gian độc lập, có kẻ tà ác kia để trừ bỏ hắn ta. Ta không thể thắng hắn, cũng không thể hoàn thiện môn công pháp này. Có lẽ phục khi thế hệ sau thì có thể. Hắn truyền thụ hết cảm ngộ của mình, gọi con trai tới, khẽ xoa đầu, cười nói: từ nay về sau, con có thể ưỡn cao ngực làm một phục khi đường đường chính chính. Hắn cười lớn, ngẩng cao đầu ra khỏi cửa. Mái tóc bạc của hắn rụng đi, tóc đen mọc dài, dường như trở lại thời kỳ đỉnh phong của hắn, dường như trở thành một vị chiến thần. Giết! Hắn ngửa lên trời gầm lớn, khí tức bùng phát. Thiên đế của Phục Khí Thị lấy lại oai phong, kiếm chỉ các đại thần thông giả sống tại mảnh thế ngoại chi địa kia. Phong Thường Dương điên rồi! Đại thần thông ở thế ngoại chi địa vừa kinh vừa nộ. Đây là một trận hỗn loạn. Những đại thần thông giả ở đây đều là Phục Khí. Có người là cường giả chuyển thế tới Phục Khí Thị, có người là Phục Khí phản bội chủng tộc, thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí còn có hai vị bước vào đế cảnh. Vị thiên đế cuối cùng của Phục Khí Thị đại khai sát giới, vô số đầu rơi xuống, nguyên thần bị chém, hồn phi phách tán. Hắn chìm trong máu me. Những đại thần thông giả kia không chống lại được, bỏ chạy khỏi thế ngoại chi địa, lập tức thông báo cho các lão quái vật của Tử Vi Chư Thiên. Hắn dứt ra khỏi thế ngoại chi địa, ngẩng lên. Những thân ảnh đáng sợ xuất hiện, áp lực khiến thiên hà không nổi một gợn sóng. Đó là đế của thời đại này. Có Thiên Nguyên Thiên Đế, cũng có những vị cổ xưa hơn. Các vị cấp thiên đế chấn áp thiên hà, bao vây hắn ở giữa. Giết! Hắn gầm lên phẫn nộ, cầm kiếm lao tới chiến đấu. Đó là trận chiến đế cấp. Trung Nhạc chưa từng thấy điều gì ác liệt hơn thế. Các vị cấp thiên đế hợp lực nhưng cũng bị thương nhiều. Đế huyết nhuộm đỏ thiên hà. Hắn dốc toàn bộ sức lực chém đối thủ, nhấc đầu của một vị thiên đế lên, thổi ra khỏi thiên hà, tiêu diệt thần hồn của vị đấy. Nhưng đối thủ của hắn quá nhiều, thương thế của hắn càng ngày càng nặng. Ra đi, ra đây chiến đấu với ta một trận. Hắn như điên như dại, đẩy lùi mọi người Thiên Nguyên Thiên Đế. Hắn gầm lớn, mấy người Thiên Nguyên Thiên Đế tản ra bốn phía, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn đã là cây đèn cạn dầu, không thể kiên trì được lâu nữa. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong thế ngoại chi địa bay lại chỗ của hắn. Hắn quay lại cười ha ha, giang hai tay đón người đó. Nhị đế, cùng ta giết sạch bọn chúng nào. Một đạo kiếm quang xuyên qua ngực của hắn, cắm hắn vào trong thiên hà. Nhị đệ của hắn sắc mặt thản nhiên, dùng lực rút kiếm. Hắn ngã xuống. Nhị đế, đệ phải chịu thiệt thòi rồi. Nhị đệ của hắn ánh mắt trống rỗng, trước ánh nhìn của các vị kia vung kiếm chém đầu của hắn. Không! Trung Nhạc lao tới, đưa tay định tóm đao quang. Âm Phiền Huyên vội vàng đuổi theo, ôm chặt lấy hắn. Đừng có qua đó, nếu ngươi định thay đổi quá khứ thì chúng ta sẽ bị đào thải khỏi đây. Không, không! Khi tay Trung Nhạc sắp chạm vào đao quang thì thể quang chi lực tràn tới, đưa hắn và Âm Phiền Huyên trở về thời đại của mình. Đúng lúc đó, hắn nhìn về phía Trung Nhạc, cuối cùng cũng thấy được gương mặt Trung Nhạc, không kìm được mà mỉm cười. Người ngoài thì thấy hắn đưa bàn tay đập vào không trung, nhưng Trung Nhạc nhìn thì thấy hắn đập về phía mình, đẩy Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên đi để không bị thể quang chi lực làm tổn thương. Nhị đệ, hãy ghi nhớ gương mặt đấy, sau này hắn sẽ tìm tới ngươi. Đầu hắn bay lên, bàn tay đập mạnh vào ngực nhị đệ hắn. Con trai ta có thể đường đường chính chính là một phục khí rồi. Thi thể của hắn rơi vào trong thiên hà, bị thiên hà nuốt chửng. Phía trên thiên hà đột nhiên thể quang chư lực tràn ra, một chùm sáng từ sâu thẳm trong hư không bắn ra. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên cũng hiện ra, rơi xuống về phía thiên hà. Hai người bị dòng chảy tạo thành từ các vì sao hút lại, bất cứ một dòng quang lưu nào đều cực kỳ nguy hiểm. Nếu rơi vào trong thiên hà, cho dù là thần hoàng cũng không thể thoát ra được. Âm Phiền Huyên vội vàng buông Trung Nhạc ra, tế lên một món thần binh, sau đó thần binh bị vòng xoáy đáng sợ trong thiên hà nuốt chửng nghiền nát. Âm Phiền Huyên chau mày, họ từ quá khứ trở về hiện tại nhưng không có thứ gì bảo vệ như con thuyền, rơi vào thiên hà chắc chắn là chết. Bất cứ thần thông nào của nàng khi vừa thi triển ra đều bị dòng ám lưu trong thiên hà nghiền nát, không thể nâng họ lên được. Âm Phiền Huyên chán túa mồ hôi lạnh, vừa tiến lên một món bảo vật thần hầu thì thấy nó rơi vào thiên hà, thậm chí không chống chọi nổi với một con sóng nhỏ bị đập cho tan tành. Đây là thiên hà, nước dưới sông là tinh lưu, cát dưới sông làm mảnh vụn vỡ từ các ngôi sao, cho dù chỉ một đạo dao động nhỏ thì với họ cũng là đả kích mang tính hủy diệt. Lần này nguy rồi, bảo vật quá mạnh ta cũng không dùng được, thứ duy nhất có thể bảo vệ chúng ta là Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh. Nếu có thể tham ngộ sâu sắc được, có được chân truyền thì có thể truyền tống liên tục rời khỏi thiên hà này. Âm Phiền Huyên thất vọng, nhưng ta chỉ mới được truyền thụ, không thể thi triển được. Hai người sắp rơi xuống thiên hà, Trung Nhạc đột nhiên thò bàn tay khẽ ấn lên mặt của thiên hà, một tấm gương sáng hiện lên trong lòng bàn tay của hắn, càng ngày càng to ra, nổi lên khỏi mặt nước đưa họ đi, không để họ bị thiên hà nuốt chửng. Đây chính là Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Tấm Thiên Nguyên Luân Hồi Kính này là bảo vật do Thiên Nguyên Thiên Đế luyện chế, tuy chưa luyện thành hoàn toàn thế nhưng dư sức chống chọi được với thiên hà. Hai người chìm vào trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Âm Phiền Huyên nhìn quanh không khỏi kêu lên kinh ngạc. Tấm gương này giống như một tấm gương không chút tì vết, nhưng bên trong là có không gian, thiên địa khác, thậm chí vô cùng rộng lớn, thần sơn trùng điệp, sông suối biển lớn bao la. Âm Phiền Huyên tính toán một lúc, với thực lực hiện tại của họ thì chắc không thể điều khiển nổi tấm thần kính khổng lồ này. Tấm thần kính này đúng là một tiểu chư thiên. Nếu chúng ta không thể điều khiển được nó thì không phải sẽ mãi mãi phiêu bạt ở trong thiên hà hay sao? Nàng sầu não nghĩ. Điều khiến nàng kinh ngạc là trong vùng thiên địa này lại có sinh linh, có tới hàng vạn thần ma. Lão gia! Sư Bất Dịch biến thành sư tử chiến đầu đáp xuống, cúi người hành lễ. Rồi hắn nhìn Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên lộ sự kinh ngạc. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên vẫn mặc áo đỏ, trước ngực còn có bông hoa lớn, rõ ràng là trang phục bái đường thành thân. Phu nhân! Sư Bất Dịch hiểu ý, vội vàng nói với Âm Phiền Huyên. Âm Phiền Huyên đỏ mặt vội nói: ta và hắn bái đường thành thân, nhưng không phải phu nhân của hắn, ngươi đừng có hiểu lầm. Sư Bất Dịch càng thêm ngạc nhiên, lên khó hiểu. Lúc này Lục Đạo Lão Nhân dẫn theo Hổ Tam Ông bay tới cúi người. Trung lão gia, Trung phu nhân. Trung lão gia, Trung phu nhân ư? Âm Phiền Huyên chớp chớp mắt, khó hiểu nói: không phải nên gọi hắn là Dịch lão gia, Dịch phu nhân hay sao? Mà tuy ta thành thân với hắn rồi, nhưng ta không phải phu nhân của hắn mà. Lẽ nào là tiết thất sao? Hồ Tam Ông ngạc nhiên nói: Trung lão gia, lấy chính phòng từ bao giờ vậy? Sao bọn ta lại không biết vậy? Ba người nhìn nhau đều không hiểu. Âm Phiền Huyên thầm phẫn nộ nhìn Trung Nhạc: ngươi còn có chính thê sao? Sao ngươi không nói vậy? Hàng vạn đạo thần quang bắn tới, đáp xuống biến thành vạn thần ma, ai cũng hiên ngang cao lớn, tất cả cùng cúi đầu. Tham kiến Trung lão gia, tham kiến Trung phu nhân. Âm Phiền Huyên ngượng đỏ mặt định giải thích, nhưng rồi phẩy tay nói: đứng hết lên đi, lão gia các ngươi dọc đường vất vả, đang rất mệt, không có tâm trí để ý chuyện khác nữa đâu, các ngươi lui xuống đi. Các thần ma đứng dậy đồng thanh: đa tạ phu nhân. Âm Phiền Huyên đành nghĩ: thôi kệ họ vậy, ta mặc áo tân nương đúng là giống như vừa thành thân vậy. Mọi người đều tản đi. Sư Bất Dịch, Lục Đạo Lão Nhân đưa Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên tới một tòa thần điện. Trung Nhạc ngồi xuống rồi bảo họ đi. Âm Phiền Huyên nhìn Trung Nhạc, nghĩ một lúc, muốn hỏi tại sao các thần ma gọi hắn là Trung lão gia, nhưng lại cảm thấy không nên làm phiền hắn, thế là cũng ra khỏi thần điện, để lại Trung Nhạc ở đấy. Hắn là phục khí, ta có thể cảm nhận được hắn là phục khí, không phải tiên thiên thần truyền thế. Nếu là tiên thiên thần truyền thế thì hắn không thể nào lại có tình cảm sâu đậm với tộc trưởng Phục Khí Thị như vậy được. Âm Phiền Huyên thở dài nghĩ: phụ thân à, người gả con cho một phục khí rồi. Chuyện hôn sự này là cha ta thực hiện, nếu cha biết cô gia là một phục khí thì chắc chắn sẽ từ bỏ hôn sự này. Như vậy thì ta và hắn sẽ không còn liên quan gì nữa rồi, ta cũng tự do. Ta có nên cho cha biết chuyện này hay không? Nếu cho cha biết, chắc chắn cha sẽ không giấu được việc này, sẽ nói ra ngoài. Như vậy thì không phải sẽ biến Dịch tiên sinh thành kẻ bất nghĩa hay sao? Nàng có phần phiền não, Rõ ràng nàng không muốn hôn sự này, rõ ràng nàng chỉ hận không thể tách khỏi Trung Nhạc. Tại sao giờ biết cách có thể chia tay với hắn thì nàng lại có chút không nỡ đây? Đúng rồi, dù sao ta cũng là nữ tử, từ lâu đã bị tiêm nhiễm quan niệm xuất giá tổng phu. Ta và hắn từng bái đường, từng đồng phòng. Trong lòng ta đã coi mình là thê tử của hắn rồi, chứ không phải ta động lòng với hắn. Chắc chắn là như vậy. Ta chỉ cần thẳng thắn đối mặt với suy nghĩ nội tâm, gạt bỏ những suy nghĩ khiến mình nhu muội. Như vậy ta có thể nhìn thẳng bản thân, làm theo quyết định của con tim rồi. Âm Phiền Huyên mỉm cười. Dù sao nàng cũng là nữ tử mạnh nhất trong các thần minh, dù sao cũng là thánh linh thể, các loại suy nghĩ đều che đi bản tâm của nàng. Nàng gạt bỏ mọi suy nghĩ quấy nhiễu nội tâm, nhìn thấy bản tâm đột nhiên chấn động, lòng trở nên hỗn loạn. Không đúng, đây không phải bản tâm của ta. Mà đúng rồi, là ta thấy hắn gặp khó khăn nên kích phát bản năng làm mẹ của nữ tử, không liên quan tới việc kia. Ta chỉ cần thấy mặt đáng ghét của hắn thôi, thấy điểm hắn không bằng ta, là bản năng làm mẹ sẽ tiêu tan ngay. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.